Chúng ta lưu ý một vấn đề trước khi mà học á, thì thầy sẽ lưu ý cho các bạn cái điều này. Khi mà chúng ta học tới khái niệm về hàm số, người ta ký hiệu như vậy. Đúng ra người ta có thể ghi là y bằng, đúng không? Nhưng mà để thấy rõ được cái y nó là cái output, nó sẽ phụ thuộc cái giá trị của x, nó gọi là cái input. Thì người ta thay bằng cái ký hiệu hx này, chúng ta cũng đã làm quen rồi. Thì cái ký hiệu hx, thì cái chữ h ở đây nó là một cái ký hiệu đại diện cho một cái hàm số, hay còn gọi là một cái rule, hoặc chúng ta gọi nó là một cái quy luật thể hiện cái quan hệ giữa x và y ở đây. Chúng ta xem x nó là input nha, chúng ta học trước đây rồi, input. Còn cái y nó là cái output. Vậy thì cái quan hệ đó nó sẽ thể hiện thông qua cái ký hiệu h là một cái hàm. Cái hàm đó như thế nào thì tùy thuộc vào một cái vấn đề thực tế mà người ta cần mô tả cái mối quan hệ giữa input và output, thì người ta sẽ có cụ thể của quy luật. Ví dụ như bài toán này, người ta cho chúng ta cái quan hệ cụ thể thông qua một cái biểu thức là hàm bậc 2. Mai mốt chúng ta có thể học hàm bậc cao hơn, tùy tùy cái bài toán để chúng ta mô hình hóa nó. Vậy thì từ một cái bài toán thực tế chúng ta mô hình hóa nó thì nó có thể ra một cái dạng tổng quát là bậc nhất là AX cộng B chẳng hạn. Thì đây cũng là một một hàm số nó gọi là bậc nhất, đúng không? Còn khi chúng ta mô tả một cái bài toán mà nó ra được một cái quy luật là cái hàm bậc 2 với hệ số là AX bình cộng BX cộng C, thì cái bài toán thực tế đấy chúng ta đang mô hình hóa nó thành một cái hàm bậc 2, nó gọi là parabol. Thì chúng ta đang làm quen về cái hàm bậc 2 này rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử coi là thông qua một vài bài toán thực tế thì chúng ta sẽ thấy rõ cụ thể nó như thế nào. Rồi đầu tiên thầy mời bạn Thanh Bình nào. Thanh Bình đâu? Bạn Thanh Bình cho thầy biết rằng người ta đang mô tả cái output ở đây nó là một cái hàm mô tả về cái gì? Là hát nha. Thì biết ký hiệu là hx rồi, nhưng mà nó nói cái hx đó đại diện cho cái gì? Là đại diện cho Đại diện cho cái gì? Đọc ở trên đấy. Người ta đang mô tả chúng ta là cái hand overcraft, tức nghĩa là một cái máy bay. Nó làm gì? là bay lên. Nó cất cánh. Vậy thì cái vị trí của nó cất cánh nó sẽ so với cái gì? So với cái chiều cao So với mặt đất. mặt Đúng đất. nào? Vậy thì chúng ta đang tính cái độ cao của một cái chiếc máy bay. Dù lúc này nó đang ở đây, lúc sau nó ở đây, lúc sau nó ở đây. Vậy thì người ta muốn biết coi là cái chiều cao của cái chiếc máy bay này nó sẽ như thế nào, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng tại thời điểm này chúng ta coi nó bằng không đi, đúng không? Cái input của chúng ta bằng không, thì chúng ta thấy cái chiều cao của nó sẽ là h mấy? Như là hãy H0, đúng không? Là chiều cao tương ứng với cái thời điểm là thời gian bằng không, chúng ta gọi nó là chiều cao h0. Vậy thì nếu tại cái thời điểm mà thời gian nó là x, tức là khoảng bao nhiêu giây đây? x. X giây, thì chúng ta có được cái chiều cao của nó là bao nhiêu? Như là hát nghe x H gì? hx. HX. Vậy thì chúng ta mô hình hóa cái chiều cao của nó HX. Và người ta cho cụ thể là cái chiều cao của nó sẽ thay đổi đi theo cái quy luật này, đúng không? Cái này nó học ở trong vật lý, thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ xây dựng cái hàm này như thế nào, chúng ta phải kết hợp với cái bộ môn vật lý nữa. Còn đối với toán học thì chúng ta không đi sa đà vào cái việc đó, mà chúng ta xem coi như là về mặt vật lý người ta đã xây dựng được cái mối quan hệ giữa thời gian và cái chiều cao nó đi theo cái hàm này, và chúng ta cần phải trả lời coi là câu hỏi này yêu cầu chúng ta tìm cái gì. Nhớ là cái chiều cao cao nhất mà nó có thể đi. Vậy thì cái chiều cao mà tối đa mà nó đạt được, tức nghĩa là nó đang cất cánh, đúng không? Nó đang cất cánh so với mặt đất hay mực nước biển gì đấy, thì chúng ta thấy là
so với ví dụ như chúng ta xem như là ở đây người ta không nói đến là cái chiều cao so với cái gì, thì chúng ta tạm xem nó là so với mặt đất được không? Được. Nhưng mà nếu mà chúng ta so với mặt đất ấy, thì chúng ta thấy là H0 nó bằng mấy? Bằng sao? Nhiều đây. H0 bằng mấy? Là hạ không bằng 48. Nó bằng 48, chúng ta thế vào. Nó là 48, 48 mét. Vậy thì chúng ta thấy là tại thời điểm bắt đầu nó cất cánh ấy, thì 48 mét này ấy, là một là cái người ta lấy cái mực nước biển làm chuẩn thì nó mới 48 mét. Còn 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 không á thì chúng ta thấy là nếu người ta lấy mặt đất á, thì không thể nào mà bắt đầu cất cánh mà nó 48 mét được, đúng không? Vậy thì chúng ta tạm xem là bắt đầu tại thời điểm nó cất cánh là H0, thì chúng ta biết được á, là chiều cao nó 48, đúng không? 48 này chắc là so với mặt mặt nước rồi. Chúng ta đang giả định là như vậy, bởi vì trong này nó chưa nói đến cái chiều cao so với cái gì, đúng không? Vậy thì nếu mà chúng ta mô tả về mặt toán học đấy, thì chúng ta sẽ mô tả như thế nào? Chúng ta mô tả là thời gian là theo x, còn cái chiều cao là theo hàm hạn x. Vậy thì chúng ta tưởng tượng thử xem là tại thời điểm mà thời gian bằng không, thì nó bắt đầu ở cái vị trí là bao nhiêu? Nhớ 48, là 48. 48 mét. Sau đó nó làm sao? Chúng ta thấy có cảm giác là nó cất cánh lên, đúng không? Rồi sau đó nó hạ cánh xuống. Đó, hạ cánh. Nó sẽ hạ cánh xuống. Hạ cánh xuống. Thì chúng ta thấy là cái đồ thị của chúng ta đã từng học, cái này nó là parabol ấy. Thì nó có thể đối xứng và nó sẽ kéo dài đây nhá. Cái phần đó là phần chúng ta chưa mô tả. Vậy thì khi người ta hỏi tới cái vị trí chiều cao tối đa, tức là nó nằm ở đâu? Vậy là nó sẽ nằm ở Nằm ở đâu? trên Chúng ta biết bất cứ một cái điểm nào ở trên này nó đều thể hiện cái gì? Thể hiện cái gì đây? Là cái Hx, đúng không? Chỗ này là tại thời điểm là x. Vậy thì cái giá trị chiều cao thể móc chỗ này này thì nó tương xứng với trên cái trục này, nó chính là Hx gì? Hx. Vậy thì chúng ta muốn tìm cái vị trí tối đa thì nó sẽ nằm ở đâu? Giờ là Chiều cao tối đa thì nó nằm đâu? là Nằm ở trên đỉnh này, đúng không? rồi. Đó. Mà chúng ta đã học được cái đỉnh này nó chính là x0, đúng không? Và chúng ta vận dụng cái gì? Chúng ta vận dụng cái khái niệm mà nó sẽ cắt hai trục tại hai điểm này, được không? Được. Rồi, nó cắt tại hai điểm này. Vậy x0 thì nó sẽ là gì? Có phải là trung điểm không? Đúng rồi. Vậy thì chúng ta lấy cái x1 cộng x2 thì chúng ta chia đôi thì nó ra cái gì? Vậy là Là x0. Vậy thì chúng ta ít. muốn tìm được cái chiều cao cao nhất thì chúng ta phải tìm được cái x0. Tức nghĩa là cái giá trị đầu vào tương ứng với cái đỉnh là x0. Vậy thì nó là x1 cộng x2 chia 2. Đó, đó là một cách. Cách thứ hai là khi chúng ta học tới bài nghiệm kép á, thì chúng ta sẽ xem x0 này nó là nghiệm kép, đúng không? Nghiệm kép. Vậy thì nếu mà ban đầu thầy dạy cho các bạn ấy, thì các bạn có thể đi tìm tìm cái gì? Tìm x1, x2 dựa vào chúng ta phân tích cái hx này, phân tích cái hàm hx bậc 2 này, nó trở thành là x trừ x1 nhân cho x trừ x2. Và chỗ này nó có thể có hệ số A, số trừ 2 này, đúng không? Nó có thể có hệ số A ở đây nữa. Thì chúng ta tìm được x1, x2 thì chúng ta sẽ tìm được cái x0. Đồng ý không, Thanh Mẫn? Còn nếu chúng ta đã học về delta, thì chúng ta có thể tìm được x1, x2 bằng delta không? Được. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái cách đó. Rồi, thầy mời bạn à. Bạn hãy đăng xem. Hãy đăng. Hãy đăng. Con đây thầy ơi. Rồi, cho thầy biết. Ở đây nếu mà thầy muốn đi tìm nghiệm x1, x2 thì thầy cho cái hàm này bằng mấy?
Thứ hai là thầy Bằng mấy? mặc hết rồi. Bằng đây. Thầy đi tìm cái điểm giao này này. Tức là nó cắt tại đây thì cái hạt nó bằng không. Thầy cho nó bằng không. Vậy thì giải phương trình đó. Đọc cho thầy xem. Phương trình nó là gì? Trình đó là bằng x1 cộng Nói to lên thầy nghe nhỏ quá. x1 cộng x2 Trừ 2 gì? trừ 2 x mũ X bình trừ 2 x cộng bình cộng 20x 20x cộng cộng 48. 48 bằng 0. Để đi giải cái này đấy thì thầy có thể chia hai vế cho trừ 2 để thầy tìm một cái phương trình tương đương của nó cho nó gọn hơn được không? Để Thầy chia được hai vế cho trừ 2 thì nó là x bình trừ mấy? thì cho 10 10x trừ mấy? thì Trừ 24 được không? để được. Được. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta tính delta đi. Delta nó bằng mấy đây? Delta là B bình trừ 4AC. Rồi đọc cho thầy biết coi B nó bằng mấy. B đâu? B. B thì nó bằng 48. Vậy B bằng trừ 10 á. Alo, lộ, lộ, B bằng trừ 10. Trừ 10 tất cả bình. Phương. Trừ 4 lần. A là 1. C là mấy? À, Trừ âm trừ 24. 24. Rồi thầy tính ra. Trừ 10 bình phương là 100. Trừ 4 nhân ra trừ 24 là cộng bao nhiêu? Cộng nhiêu? 96. À, cộng bằng cộng 96 đúng không? Vâng. Cộng 96. Vậy thì thầy sẽ ra được nghiệm nó là mấy? Rồi 196. Delta nó là 196. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm cái x1, x2 xem. Công thức của chúng ta là gì? X1, x2 có nghiệm là trừ b trên 2a cộng trừ. Cộng trừ cái gì? Bình phương sơ alo Căn a delta trên 2a. Về nhà chắc không xem video đúng không? Buổi trước thầy dạy rồi không xem video đúng không Hải Đăng? em chưa hết rồi ơi. Chúng ta nghỉ học thì chúng ta cần phải xem bài nhá để chúng ta cho vững. Rồi bây giờ chúng ta đã có được cái phương trình bậc 2 để chúng ta tìm được hai nghiệm rồi. Thì chúng ta nhẩm nó ra nghiệm bằng mấy với không? Nhẩm ra bằng mấy? Cho ý kiến xem. Thầy mời bạn khác đi. Thầy mời bạn bạn Anh Tuấn nào? Anh Tuấn. Dạ có thầy. Anh Tuấn. Dạ có. Rồi, tính ra nghiệm cho thầy xem. Trừ B là mấy? Có một đất hai này. Trừ B là nhảy. Trừ Là B 10. là 10. Cộng Cộng trừ. Thầy ghi là trừ B trên 2A đi. Trừ B trên 2A đi. Thì nó là bao nhiêu? dạ 10 phần Trừ B là 10 đấy. 2A là mấy? -4 thì -4 này. 2A thì chỗ này A nó là 1 rồi thì nó là 2. Nó là 2. Cộng trừ căn delta là bao nhiêu? Được. 169 chia 2 được không? Dạ. Rồi. Bây giờ nếu chúng ta có x1, x2 chúng ta cộng lại chia đôi có biết x0 nó bằng mấy không? Biết không? Bây giờ chúng ta thấy là x1, x2 của chúng ta là cái này cộng trừ cái này. Vậy thì nếu chúng ta lấy x1, x2 chúng ta cộng với nhau thì có phải hai cái này nó triệt tiêu nhau không? Có không? Phải này. Triệt tiêu đó. Vậy thì khi mà thầy cộng hai cái này là nó triệt tiêu cái này thì thầy có hai lần cái phần này thầy chia đôi thì có phải cái này chính là cái
cái ít không của mình không? Phải không? Phải. À, vậy thì chúng ta thấy trong một cái phương trình đấy, chúng ta biết được cái ít không nó chính là trừ b chia 2a nha các bạn. Nó còn gọi là cái nghiệm kép đấy. Đấy, thầy đang chứng minh cho các bạn là cái giá trị ít không này là tổng của x1 cộng x2. Đúng không? Chia 2 thì khi chúng ta cộng lại triệt tiêu thì nó chính là cái trừ b chia 2a. Nên khi chúng ta nhìn vào trong một cái phương trình, nếu chúng ta nhạy thì chúng ta có thể biết được luôn là cái x0 chính là trừ b chia 2a. Trừ b chia 2a. Vậy thì nhìn vào đây đọc cho thầy coi là cái x0 nó bằng mấy? Đọc đây. X0 bằng mấy đây? Dạ năm á thầy. Rồi, chúng ta nhìn là x0 của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Trừ b chia 2a. Đối với cái phương trình này thì trừ b nó là mấy? Trừ 10, đây là 10. Trừ 20. Chia cho 2a, a đây là trừ 2, vậy 2a là trừ trừ 4. Vậy vậy nó ra mấy? Là mấy? Trừ 20 chia trừ 4 là mấy đây? Đọc nhanh Năm lên. cái năm À, là 5. Vậy thầy đã biết xác định được cái này nó là 5. Vậy thầy có tìm được cái H mấy? H5 là cái tối đa nó là bao nhiêu? Thế vào cho thầy đọc đi. Đọc đi, trừ 2. trừ 2 nhân 5 bình À, nhân 5 bình phương. cộng 20 nhân 5. 20 nhân 5 cộng 48. 48. Rồi tính tiếp. Tiếp. 5 mũ 2 là 25 nhân trừ 2 là trừ Chờ 50. 50. À, chúng ta có 20 nhân 5 là mấy? Chờ 100. 100 cộng 48. Vậy nó ra mấy? 98. À, nó ra 98. Rồi. Ai hiểu và đồng ý với ý kiến của hai bạn? Giơ tay thầy xem. Chúng ta tính ra được chiều cao của nó là bằng 98. Ai đồng ý? Đồng ý là phải hiểu nha. Còn nếu chúng ta thấy có ý kiến khác thì chúng ta lên tiếng. Thầy mời bạn Tường Vy. Tường Vy. Dạ thầy. Rồi, cho thầy hỏi coi, lúc nãy á, chúng ta đang đang nhìn cái hàm bậc 2 này này là nó dưới dạng là x bình phương trừ 10x trừ 24 bằng 0. Vậy thì chúng ta thấy cái x0 của cái này nó có giống với x0 trên này không? Có không? Có không? Trả lời. Dạ dạ Có không? có Có. Chúng ta thấy rõ ràng cái x0 của cái phương trình dưới này. Chúng ta có xài công thức là trừ b chia 2a. Thầy ghi nha. Trừ b chia 2a. Chúng ta thay vào đây nó là 10 chia cho 2 thì nó cũng bằng 5. Đúng không? Vậy thì giữa cái dưới với cái trên thực ra hai cái hàm này giống nhau. Chẳng qua là chúng ta rút nó ra cái gì? Rút nó ra là trừ 2. Thì chúng ta ra được là x bình phương trừ 10x trừ 24 nữa gì đâu. Vậy thì chúng ta cho cái này bằng 0 thì nghiệm dưới với nghiệm trên là như nhau nhé. Dù cho chỗ này nó là trừ 2 đi nữa thì cũng không thành vấn đề nhé. Các bạn lưu ý chỗ này. Rồi, vậy thì chúng ta tính ra được x0 tại đây này. À, chúng ta biết nó là trừ b chia 2a. Nếu bạn nào làm quen rồi đó, nhìn vô hàm bậc 2 biết là x0 bằng trừ b chia 2a, xác định được luôn. Theo đúng cái hệ số đó và chúng ta thay vào hx này, chúng ta thế vào đúng trình tự thì chúng ta ra được kết quả là đúng nhé. Đó, chúng ta tính ra được cái chiều cao tối đa. Rồi, thầy mời một bạn khác. Mời bạn Phú Văn. Phú Văn đâu? Dạ thầy. Tương tự như vậy nhé. Tương tự như Dạ vậy. thầy. Thì nó cho chúng ta một cái hàm bậc 2 cũng tương tự như vậy. Dù cho nó là mô tả một cái bài toán gì gì đó, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần quan tâm hx là chiều cao và cái input là
thời gian, đúng không? Thời gian. Vậy thì H0 chính là thời gian, nó là chiều cao tại lúc bắt đầu khi mà chúng ta ném, được chưa? Vậy thì chúng ta có hàm H rồi, chúng ta tính chiều cao của quả bóng, đúng không? Chiều cao của quả bóng thế nào, lúc tại mà thời điểm nào? nó được ném này. À, tại bắt đầu nó ném. Vậy là chúng ta đang tính cái H mấy ấy nhỉ? Đã không. À, H0, chúng ta hiểu ngay là tại thời điểm nó bắt đầu ném, tức là chúng ta nhớ như vậy này. Nếu mà chúng ta nhìn cái mô hình toán học đó, thì chúng ta thấy là cái toán học người ta mô tả cái input là bắt đầu là zero, nghĩa là bắt đầu thực hiện. Còn cái x ở đây là nó cho chúng ta biết là cái khoảng thời gian từ lúc bắt đầu là zero, thì cái khoảng thời gian này là x. Vậy thì chúng ta có một cái hàm, thì ví dụ nó mô tả chỗ này chẳng hạn, theo cái quy luật này, quy luật này, thì chúng ta thấy là nếu chúng ta tính ra thì tại chỗ này này, quy luật của chúng ta nó sẽ tương ứng với cái gì? Tương ứng chỗ này nó là H gì? HX, đúng nào? HX đấy. Thì nếu bạn nào học kỹ về hàm số thì chúng ta thấy cái tọa độ tại một điểm A nó là một cặp giá trị giữa input và cái output này thôi. Đấy. Vậy thì cái điểm A này nó nằm trên cái quỹ đạo bay này, tức nghĩa là cái điểm đó nó sẽ thể hiện cái mối quan hệ giữa input và output. Vậy thì bất cứ một cái điểm nào mà nó cùng chịu chi phối bởi cái quy luật hàm H này thì chúng ta đều có cái cặp giá trị x và HX này nó sẽ cùng cái quan hệ H này. Chúng ta học kỹ về hàm số thì chúng ta nhận diện được ngay. Vậy thì ở bài toán này, khi người ta nói tới là tại thời điểm lúc bắt đầu ném, đó, bắt đầu ném, tức là chúng ta hiểu với tình huống đó là x bằng 0 đấy, thì cái chiều cao nó là bao nhiêu? Đó, vậy thì cái câu hỏi của nó chính là đi tìm cái chiều cao tại lúc bắt đầu ném này. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu đấy? Dạ bằng 16 rồi. Ok. Những bạn nào hiểu được chỗ này thì chúng ta hiểu được một thứ rất đơn giản nhé. Mời bạn à. Mời bạn Nam đâu? Nhật Nam. Dạ thầy. Rồi, chúng ta cũng có một cái hàm bậc hai này. Yêu cầu chúng ta đi tìm cái gì đây? Tìm cái Cái giá nào? cái giá. Chúng ta nên nhớ cái hàm P này này, nó là output, là tính cái gì đây? Tính cái lợi nhuận, đúng chưa nào? Hàm B này là tính lợi nhuận tương ứng với cái gì? Tương ứng Về với cái gì? giá sản phẩm. Tương ứng với cái giá. Đúng không nào? Dạ. Tương ứng với cái giá của nó. Vậy thì chúng ta hiểu cái giá nó chính là x hay là p? Dạ ít. X. Đó, chúng ta thấy cái giá bán nó thay đổi thì lợi nhuận chúng ta thay đổi. Vậy thì cái p nó chính là lợi nhuận. Đó, chúng ta hiểu được cái mô hình bài toán cái đó. Chúng ta chưa cần học cái cách để làm sao để chúng ta xây dựng được cái mô hình này, cái đó chúng ta tính sau. Chúng ta cần hiểu cái PX này nó đang nói nó là cái hàm lợi nhuận. Còn cái giá là X. Vậy thì câu hỏi người ta hỏi đi tìm cái giá của công ty này để đạt được cái gì? Lợi nhuận tối đa. À, đạt được lợi nhuận tối đa. Lợi nhuận tối đa. Thì chúng ta thấy cái hệ số A này nó âm hay dương? Âm hay Dạ. dương? Âm. Thì chúng ta thấy hệ số A âm đấy. Nếu chúng ta vẽ đồ thị ra thì cái đặc điểm nó là nhọn lên như vậy nha. Thì đối với cái đồ thị mà hệ số A nó âm đấy, nó nhọn lên như vậy, thì chúng ta mới có giá trị max ở đây. Đó, max. Vậy thì chúng ta đang cần đi tìm gì đây? Tìm gì? Cái max là chúng ta đi tìm cái gì ở đây? Cái vượt Tìm gì? cái Ít điểm gì? Ít không đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Thầy nói vậy đúng không? dạ Ít không đấy. Chúng ta có này là ít hai này. Ít một này. Chúng ta đi tìm ít không. Vậy thì theo như lúc nãy là cái ít không là bằng gì? Bằng gì? Chúng ta cứ tính delta hay gì nữa. Chúng ta đâu có xài đâu. Chúng ta tính ít không luôn là bằng gì?
trừ b chia mấy? Hai à. 2a. Bởi vì chúng ta nhớ x1 và x2 thì nó cũng chính là cái này, nhưng mà nó cộng trừ thêm căn delta chia 2a. Vậy thì khi thầy cộng hai cái x lại là tự động cho nó triệt tiêu, thì thầy chỉ có hai lần cái này thầy chia 2 thì nó ra được đúng x0. Vậy thì cái công thức x0 của chúng ta là bằng cái này. Nên những bạn nào mà chúng ta nắm được chỗ này, chúng ta làm bài nhanh lắm, chúng ta làm bài nhanh lắm, chúng ta sẽ không còn mất thời gian như như lúc đầu nữa, bởi vì chúng ta bắt đầu chúng ta nhận định nó rồi, là chúng ta ráp vào là làm rẹt rẹt liền. Có thấy không? Rồi đọc cho thầy xem. Trừ B là mấy? Chiều 16 Trừ 16 chia 2 nhân A là mấy? chiều 2 Trừ 2. Vậy thì ra x0 là mấy? nhà 4 4. Rồi. Vậy thì chúng ta đi tìm cái giá trị, cái giá mà đạt được lượng nhóm tối đa là bằng mấy? Mấy đây? à, 4 4. Chúng ta thấy 4 vào đây. Ok. Rồi, thầy kiểm tra bạn à. Thầy kiểm tra một bạn nữa. À, mời bạn à, Khánh lên đây. Khánh lên. Khánh lên. Dạ. Rồi, chúng ta xem cái HX nó là cái gì? HX là cái gì? Yeah. HX. Chiều cao. À, nó là chiều cao. Tương ứng với cái input là tính cái gì đây? Yeah. Thời gian sau khi phóng. Vậy thì chúng ta thấy là nếu mà phóng một cái vật gì đó nó bay giống như ném vậy đấy. À, nó bay nó ném vậy. Vậy thì chúng ta thấy cái quỹ đạo bay của nó theo cái hình này, và người ta cho chúng ta là xác định được cái chiều cao nó nhá, chiều cao. Rồi thầy vẽ lại mô tả cái hàm này. Đây là hàm H, đây là S. Rồi cái chiều cao của nó. Vậy thì người ta yêu cầu chúng ta đi tính cái gì? Tính gì đây? Dạ, tính thời gian. Tính bao nhiêu giây thì cái vật này nó làm gì? Gấp xuống. Nó đáp xuống mặt đất. Tức nghĩa là chúng ta đang xem cái chiều cao vị trí mặt đất nó là zero. Vậy thì cái chiều cao tương ứng của nó chính là cái HX chỗ này. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn cho tính cái thời gian mà nó chạm mặt đất, tức nghĩa là chiều cao nó bằng mấy? Chiều Dạ cao bằng mấy? không. Dạ Mấy? bằng không. Bằng Ờ, chiều không. cao bằng không. Chúng ta cần hiểu cái câu nói là thời gian lúc cái vật này đáp mặt đất, tức nghĩa là tại thời điểm đó là cái chiều cao nó bằng không. Chiều cao bằng không. Vậy thì chúng ta sẽ có là đọc trừ 5 ít gì ít bình, đọc đi Khánh lên, Cộng cộng mấy, 20 x cộng 20 ít, cộng cộng 60 mấy, cộng 60 60 bằng bằng không. không. Đơn giản nó đi được không? Dạ được. Đơn giản nó trừ 5 thì nó sẽ ra là ít bình trừ mấy, Trừ 4x. trừ 4 ít, trừ nhiêu, trừ mấy, mười, 60 chia trừ 5 thì ra trừ mấy, 12. trừ 12. Rồi bây giờ chúng ta giải phương trình này đúng không? Giải phương trình này có hai cách. Một là chúng ta dùng phương pháp tính delta, đúng không? Rồi thầy cho các bạn tính delta cho nó quen. Đọc lên. B bình phương là bao nhiêu? Trừ 4. Là trừ 4 bình. Các bạn chưa quen thì thầy viết dạng công thức cho các bạn nhé. Trừ 4 bình. B này là B bình phương. Trừ 4 lần. A là mấy? X hai. A là 1. Hệ số nó là 1 mà. C là mấy? Âm 12. Trừ 12. Rồi tính ra. Trừ 4 bình là 16. Cộng cho mấy đây? Trừ 4 nhân trừ 12 là 48. Thì bằng nhiêu? Bao nhiêu? Lâu thế. 16 cộng 48 mà nhầm nó ra thì lâu vậy. Có phải 64 không? Phải. Rồi.
Vậy là chúng ta xác định ra được là cái delta bằng 6 từ. Vậy thì chúng ta xác định hai nghiệm của chúng ta là nhiêu đây? X1, X2. Thì nó bằng gì? Công thức của nó là trừ B là bao nhiêu? Trừ B là 8. Phải không? Có phải là 8 không? Phải không? B của chúng ta đây này. Vậy thì trừ B nó là mấy? Mấy? Trời ơi, B là trừ 4, vậy thì trừ B nó là nhiêu? 4. 4. Rồi, cộng trừ căn delta. Delta đây. Căn delta là mấy? Sáu từ Căn 6 từ là nhiêu? tám 8. Chúng ta chia cho 2A. 2 nhân A là nhân 1. Vậy nghiệm nó ra mấy đây? X1, thầy lấy 4 trừ 8 thì nó sẽ ra là trừ 4 chia 2, vậy nó ra trừ 2. Và nghiệm thứ hai là mấy đây? sáu. Nó là 6. Vậy thì cái giá trị âm nó nằm đây, là cái thời gian âm thì chúng ta không tính rồi nhá. Thời gian âm nó không tính, chúng ta chỉ tính thời gian bắt đầu từ không thôi. Vậy thì cái trừ 1 này nó là âm, nó chỉ là ảo. Vậy thì chúng ta sẽ lấy giá trị mấy? Sáu. Vậy là nó bay sau 6 giây thì nó rớt xuống mặt đất nhé. Và chúng ta tìm ra được cái này là 6 giây. Rồi, để cho các bạn vững cái chỗ này, thầy có thể luyện tập cho các bạn lần thứ hai để cho một số bạn khác có thể hiểu rõ hơn. Rồi, thầy mời một số bạn khác này. Thầy mời bạn Gia Hân đâu nhỉ? Gia Hân đâu? Rồi, trả lời cho thầy xem. D là cái gì? D là cái độ cao À, độ cao so với một nước biển. mực nước biển. Rồi, vậy thì chúng ta nhìn vào cái trục này đấy. Thì chúng ta biết là zero đối với trục Y, đúng không? Thì nó là mực nước biển. Còn đối với trục X là nó liên quan tới cái gì đây? X là cái gì? Là cái thời gian. À, nó là thời gian. Đó, ớt này. Cái này là D này. Rồi. Vậy thì chúng ta thấy cái đồ thị này. A nó dương hay âm? Dễ dương. 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 Vậy thì khi x nó bằng 0 thì cái D nó bằng 0. Đúng không? Khi mà x nó bằng 0 thì cái D nó bằng 0. D nó bằng 0 đấy. Vậy thì cái đồ thị nó bắt đầu từ cái điểm xuất phát này đúng không? X bằng 0, D bằng 0. Sau đó là sao? Nó đi xuống. Xong rồi nó đi lên là bởi vì tại sao nó âm nhỉ? Tại sao nó cái D nó âm? Giải thích thầy nghe coi. Khi mà cái hệ số A này này nó dương thì chúng ta thấy đồ thị nó có xu hướng là lõm. Vậy thì nó bắt đầu từ số zero này nó phải lõm xuống, nó đi lên. Vậy thì giải thích cho thầy tại sao cái D này nó bị âm. Biết không Gia Hân? Nó nhỏ hơn một. Đâu phải nhỏ hơn một đâu. Cái này nó đang đo lường cái gì đây? Đo lường cái gì? Cái độ sâu có. Nó đang lặn mà đúng không? Nó đang lặn xuống nước. Vậy thì cái mực nước nó là zero. Độ cao nó là zero. Vậy thì cái nó lặn xuống thì nó phải âm như sao? Bởi vì chúng ta đang lấy mực nước làm chuẩn mà. Vậy thì chúng ta chui xuống dưới mặt nước thì nó bị âm. Cái này học về cái số âm nhé. Mấy bạn mà lớn lớn á, là chúng ta học chương trình Việt Nam, chúng ta không hiểu về mấy cái số âm này. Nên á, nó sẽ gây khó khăn cho các bạn. Vậy thì chúng ta nhớ là về mặt nguyên lý số âm, khi mà chúng ta đang đo, chúng ta lấy chuẩn là zero, mà cái gì chúng ta lặn xuống, tức là phía dưới cái mực chúng ta đánh dấu, thì nó sẽ âm. Còn nếu chúng ta bay lên trên cao so với mực nước biển thì nó sẽ là dương. Bởi vậy xuất phát từ đây thì chúng ta mới có cái chuyện âm. Rồi tiếp tục. Vậy thì câu hỏi bài toán là tính cái gì đây? Tính gì? Tính cái độ cái sâu À, tính cái độ sâu nhất. Cái độ sâu nhất đạt được. Tức nghĩa là tính tính cái giá trị nào? Tính giá trị này đúng không? không? Tức nghĩa là cái đáy.
Vậy thì cái đáy thực ra nó có phải là cái ít không không? À. Chúng ta hay học về cái ít không là liên quan đến đỉnh với đáy đúng không? Phải không Gia Hấn? Đó. Vậy thì chúng ta nhìn cái hàm này là hàm bậc mấy? Bậc Bậc 2. Chúng ta muốn tìm đỉnh hay là đáy thì chúng ta dựa vào cái ít không. Vậy thì ít không của chúng ta bằng gì? B bình chữ ô đâu bằng chữ B chia 2A Rồi, chữ B chia 2A là bằng gì đây? là bằng 10 10 chia chia 1 2 nhân A là mấy? nhân 1 phần 2 1 phần 2. Vậy nó bằng mấy? là 10. À, bằng 10. Tức nghĩa là sau 10 giây. Đúng không? Sau 10 giây thì nó xuống cái đáy. Vậy thì chúng ta tìm cái độ sâu sâu nhất chính là tìm D mấy đây? D10 D10. Thế vào bằng nhiêu? 1 phần 2 nhân nhân mấy? nhân 100 À, nhân cho 10 mũ 2 tức là 100 trừ 10 nhân cho 10. Vậy ra nhiêu? là bằng 1 phần 2. Nhiêu? Ok rồi, Nhầm xem. trừ Cái này năm là mươi, 50. dạ Cái ông này là năm trừ mươi, 100. Cộng lại ra nhiêu? là ông năm mươi. À, nó ra là âm 50. Đó. Vậy độ sâu chúng ta đạt được là âm 50 mét. Rồi, ai đồng ý với ý kiến của Gia Hân? Âm 50 giơ tay. Âm 50. Ai đồng ý với ý kiến là âm 50? Còn mấy bạn khác thì sao? Không đồng ý à? Rồi. Ok. Mời bạn ăn thư. Dạ. Lần lượt từng bạn nha. Rồi, tới đây H là cái gì đây? Giờ là độ cao. Độ cao. X là cái gì? Dạ là giây, số À, giây. là thời gian. Thời gian. Rồi, bây giờ cho thầy biết là cái vật này nó phóng. Nó cho biết là cái chiều cao tính theo giây. Vậy thì tại thời điểm nó bằng không thì độ cao nó bằng mấy? Đây là không. Gì? Gì? Người ta đang hỏi độ cao khi bắt đầu phóng mà. Là Dạ H mấy? H0, thấp bắt đầu không, phóng là H0. Đúng là thế mà nó là nhiều. dạ là 60. Cái này nó bằng không rồi. Vậy thì nó chỉ còn là 60 thôi. Vậy thì cái độ cao bắt đầu phóng nó là 60. Nó ở vị trí trên cao. Đấy. Rồi bây giờ nó hỏi là chiều cao của vật tại thời điểm phóng, vậy nó bằng mấy? 60. 60. Cái này chúng ta chỉ cần hiểu cái mô hình này nó đo cái gì và nó đang muốn hỏi mình tính cái gì, tính thời gian hay là tính độ cao, đúng không? Ở đây nó tính độ cao. Độ cao vào lúc nào? Lúc bắt đầu phóng chứ còn gì nữa. Cái từ launch là bắt đầu phóng. Đó, là bắt đầu phóng. Tức nghĩa là tương ứng với cái này chính là cái ít nó bằng không đây. Cái từ lần này cho biết là cái ít nó bằng không. Còn nó hỏi rằng á là cái thời gian cái lúc mà nó chạm mặt đất tức là hx ít nó bằng không nhá. Vậy thì nếu nếu mà đối với một cái bài toán yêu cầu cái thời gian mà cái vật này rơi xuống mặt đất tức là cái hx ít này bằng không thì chúng ta đi tìm cái thời gian của nó thì chúng ta cũng ra được. Rồi ở đây bạn tính ra được là chiều cao bắt đầu phóng là 60. Rồi, mời bạn bạn gì nhỉ? Phải quên mất tên này. Chúc đậu. Dạ. Rồi, ở đây A là tính cái gì đây? Tính gì? Dạ xuyên diện Tính tích. diện tích của mảnh vườn mà người ta cho 200 mét là cái gì? 200 mét là cái gì đây? Dạ Cái rộng. xình đó là cái gì? Dạ có cái hình rồi. Là cái hàng rào của cái mảnh vườn hình chữ nhật đúng không? Vậy thì 200 này nó có phải là chu vi không? Phải không? À, 200 là chu vi. Vậy thì nếu thầy xem cái cạnh này là ít. Vậy thì cái cạnh còn lại nó là bao nhiêu? Hai trăm chữ Sao 200 chữ ít được? à.
150. À, chúng ta chia đôi, chúng ta tìm nửa chu vi là 100. Đúng không? Nửa chu vi là hai cạnh này cộng lại nó là 100. Thầy trừ cho cạnh này đã biết là x, vậy thì cái này là 100 trừ x, 100 trừ x. Đó. Vậy thì thầy muốn xây dựng một cái mô hình liên quan đến diện tích của cái này. Thì thầy chỉ lấy x, thầy nhân cho 100 trừ x. Vậy thì khi thầy nhân vào nó có phải là trừ x bốn cộng 100 x không? Đấy, chúng ta thấy cái mô hình để nó xây dựng một cái bài toán. Chẳng qua là đối với một số bài này thầy chưa quan tâm tới vấn đề mô hình đó. Mà chúng ta chỉ cần quan tâm là nó cho sẵn chúng ta AX là diện tích, đúng không? Còn cái này kệ nó, đúng không? Chúng ta hiểu nó thôi. Còn cái X là nó một cạnh. Vậy yêu cầu chúng ta tìm cái gì? Tìm gì? Cái x nào thì nó sẽ cho được cái max diện tích. Đúng rồi, à, diện tích tối đa đúng không, diện tích tối đa. Tìm Giờ chúng ta lại đi tìm cái gì, tìm cái gì, x ít gì, ít không x đấy. cộng. À, chúng ta học chiêu đúng không, thay vì chúng ta giải lòng vòng, bởi vì lúc trước thầy dạy cho các bạn mấy cái kia đúng không, để cho các bạn hiểu thôi, còn tới vô tới cái khúc này rồi á là chúng ta áp dụng chiêu liền. Ít không là tổng của hai cái chia hai chính là trừ b chia hai a. Tại sao mà chúng ta làm toán nhanh được hay không là chúng ta phải tổng hợp kiến thức lại và chúng ta nhận định cho nó nhanh. Vậy thế vào đây nó là nhiêu, trừ mấy, Dạ 50. trừ b là trừ 100, chia cho hai nhân 2 nhân trừ 1. trừ một thì chúng ta ra được x0 là 50, đúng không? Tức nghĩa là Dạ. khi cái cạnh đấy đạt 50 thì cái cạnh kia cũng là gì, là mấy, là 50 luôn. Vậy thì chúng ta thấy cái diện tích mà lớn nhất khi nó biến thành hình hình vuông, mỗi cạnh nó là 50, đúng chưa nào? Vậy thì Dạ. nếu mà cái cạnh này 50 là chúng ta đã tìm ra được chưa? Được chưa? À, chúng ta thấy vào đây, 50 đúng không? Đúng chúng. Dạ, Đúng không? dạ đúng. Ok, đó, chúng ta phải tự tin như vậy. Rồi, thầy kiểm tra bạn Quang xem. Quang đâu? Dạ. Quang, lên tiếng. Dạ. Huy Quang, không nghe tiếng. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta có H là tính cái gì đây? Chiều chiều cao của hòn đá. Rồi, chiều cao hòn đá khi chúng ta ném nó ra khỏi cầu. Đúng không? Ném ra khỏi cầu. Thì á, chúng ta có thể thấy một cái tình huống là một cái vật mà chúng ta ném hoặc là chúng ta thả rơi tự do. Nếu ném thì chúng ta thấy là về mặt quan sát thì khi chúng ta ném thì chúng ta thấy là nó có bay theo hình parabol này, đúng không? Chúng ta nhìn về con mắt ấy, chúng ta nhìn thấy nó là chúng ta dễ hình dung. Nhưng mà trong một cái trường hợp mà chúng ta thả rơi tự do chẳng hạn, tức là chúng ta thấy là nó rơi theo đường thẳng, đúng không Quang? Dạ Đúng đúng không? vậy. Chúng ta thấy nó rơi đường thẳng. Nhưng mà để mô tả cái quan hệ về chiều cao đấy thì đôi khi chúng ta thấy là cái quan hệ của nó là parabol nha. Thì có những bạn sẽ thắc mắc, ủa nó rơi theo đường thẳng, nó rơi theo đường thẳng vậy thì nó phải là đường thẳng chứ không phải. Chúng ta nhớ là cái mô hình trong thực tế mà chúng ta nhìn thấy được tuy nó là chúng ta cảm giác đường thẳng, nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái quan hệ giữa chiều cao so với cái thời gian nó vẫn là theo parabol. Còn tại sao thì chúng ta sẽ phải học trong vật lý về sự rơi tự do thì chúng ta mới hiểu được là tại sao nó ra hàm bậc hai, đúng không? Thì cái hàm bậc hai chúng ta lúng túng, chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng là gì, ủa cái hàm bậc hai này thì nó phải là parabol chứ sao mà mắt chúng ta lại nhìn thấy là cái mắt chúng ta nhìn thấy hòn đá thì rơi là thẳng, nhưng mà chúng ta biểu diễn mô hình toán học thì chúng ta thấy nó hình parabol. Thì chúng ta phải phân biệt giữa một cái là thực tế nha, chúng ta học thực tế. Thực tế đây là mắt chúng ta thấy được, nhưng chúng ta học trên toán là mô hình toán học. Thì chúng ta lưu ý theo mô hình cái model toán học đấy thì chúng ta học cái gì, chúng ta học cái quan hệ giữa input
và quan hệ của cái output nó sẽ theo một quy luật nào. Vậy thì cái quy luật F ở đây đấy thì nó thể hiện nó là parabol. Vậy thì cái hình dáng mà trên bề mặt toán học chúng ta thấy được là nó thể hiện cái quan hệ theo hình parabol, chứ không phải là nó nhất thiết gì chúng ta phải nhìn bằng mắt thường là chúng ta thấy nó parabol đâu nhá. Rồi, bạn nào hiểu được cái ý tưởng mà thầy vừa mới nói giữa thực tế và toán học nó khác nhau, giơ tay cho thầy xem. Chúng ta đừng bị nhầm lẫn bằng mắt chúng ta thấy nó là theo đường thẳng. Chúng ta thả rơi tự do là mắt chúng ta thấy. Nhưng mà khi chúng ta mô hình hóa nó thành toán học thì nó sẽ thể hiện cái quan hệ giữa input và output. Chúng ta phải hiểu được ý tưởng này. Thì mai mốt khi một số bạn học VC đấy thì thầy thấy là các bạn cầm một cái sợi dây, các bạn lắc lư sợi dây thần ấy, thì chúng ta thấy là về mặt quan sát thì chúng ta thấy là cái đỉnh này nó lên xuống đó, nó lặp lại. Thì người ta lấy một cái vị trí bình thường nó nằm ngang này này, thì người ta muốn xây dựng cái quan hệ của cái điểm này theo thời gian nó lên xuống thì cái độ cao nó sẽ như thế nào, đúng không? Độ cao nó sẽ nào thì chúng ta cũng học cái quan hệ nó là hàm theo lượng giác, là hàm sin, là hàm cos. Vậy thì nếu chúng ta nhìn sợi dây đấy mà chúng ta xem cái nút sóng, đúng không, tại vị trí này, thầy xem cái khoảng cách của cái nút sóng từ đấy đến đây ấy, thì chúng ta thấy nó có sự thay đổi, thì cái x ở đây nó là nút sóng nha các bạn. Thì chúng ta thấy nó liên quan đến hàm lượng giác. Nhưng mà sau này ấy, người ta sẽ đổi, người ta không nhìn nó dưới dạng nút sóng đó mà ta xem nó là thời gian. À, thời gian thì chúng ta cũng thấy nó cũng sẽ tương tự như vậy. Vậy thì nói đến một cái hàm là nói đến cái quan hệ giữa input và output như thế nào thôi. Nên chúng ta nhìn thấy một cái mô hình toán học đôi khi nó không giống y chang với trong thực tế đâu nha. Vậy thì chúng ta học toán thì chúng ta phải hiểu cái hàm toán học là gì, là thể hiện quan hệ giữa input và quan hệ output. Vậy thì cái quan hệ đấy như thế nào thì nó sẽ cụ thể trong một cái hàm, đúng không? Và chúng ta sẽ phải học nhiều cái dạng hàm khác nhau. Thì năm ngoái chúng ta học là cái dạng hàm của nó là tuyến tính, tức nghĩa là cái tỷ lệ nó không thay đổi, cái tỷ lệ chúng ta thấy nó tuyến tính. Còn bây giờ chúng ta sang tới tới lớp lớn hơn thì chúng ta học về bậc 2, tức là quan hệ của nó sẽ là parabol nha, parabol. Và parabol này lần trước thầy dạy cho các bạn là gì, đặc điểm của nó là có tính chất đối xứng. Nếu nó cắt một cái trục ngang tại hai điểm thì cái đỉnh của nó sẽ nằm ở ngay trung điểm. Thì cái đặc điểm đối xứng này chúng ta phải nhớ nằm lòng để chúng ta giải quyết, đúng không? Giải quyết nó. Vậy thì các bài toán nó sẽ xoay quanh cái vấn đề này thôi. Qua mấy giờ rồi? Rồi, bây giờ thầy tạm cho hết cái câu này rồi chúng ta ra chơi nha. Hết câu này ra chơi. Thầy đang mời bạn nào thì quên mất rồi. Huy Quang. Rồi, Huy Quang. Vậy thì người ta yêu cầu mình tính gì đây, Huy Quang? Dạ, tính cái thời gian mà hòn đá nó chạm mặt nước. À, nó chạm gì? Chạm gì? Mặt nước. À, chạm mặt nước, tức nghĩa là chúng ta cho cái gì? Mặt nước là lấy cái gì làm chuẩn? Zero đúng không? Độ Dạ. cao nó bằng không. Vậy thì khi chạm mặt nước thì cái hát ít thế nào đây? Dạ, bằng không. Bằng không, chạm mặt nước thì chúng ta thấy cho nó bằng không. Bằng không. Vậy thì chúng ta giải phương trình này, chúng ta tìm được lúc chạm mặt nước không? Thầy Dạ đơn được. giản đi, thầy đơn giản đi, nó là bao nhiêu? Ít là mấy? Thầy đơn giản đi, chia trừ 5 đi. Thì cái này là ít bấn. Rồi trừ mấy đây? Dạ trừ 2x. Trừ 2 ít. À nếu nếu mà thầy chia được mà. 15 chia trừ 5 là mấy? Trừ. Dạ trừ 3. Trừ mấy? Trừ bằng À, không. trừ 3 bằng 0. Đúng không? Trừ 3 bằng 0. Rồi. Trừ 3 bằng 0. Thì bây giờ chúng ta có thể giải delta cũng được. Nếu mà chúng ta thuần thục. Nhưng mà thầy không xài delta thì sao? Thầy chỉ cho các bạn lần trước đấy là tích của hai nghiệm là nó sẽ bằng trừ 3. Tổng của hai nghiệm là bằng cái này. Vậy thì thầy sẽ tách cái trừ 3 này thành mấy? Trừ 3 nhân 1 được không? Được không? Dạ được.
Vậy thì cái nghiệm của nó sẽ là tổng hai nghiệm, nó là trừ hai. Vậy thì cái trừ hai x này thầy sẽ tắt ra là gì? Là thành trừ mấy? Trừ mấy? Dạ, trừ 3x trừ 1, À, cộng 1x. trừ 3x cộng 1x rồi trừ cho 3 bằng 0. Vậy thì thầy vận dụng thầy ghép nó lại. Đặt này nhân từ chung là cái gì? X nhân x trừ trừ 3 cộng cho cái nhóm bên này là x trừ 3 bằng 0. Đằng trước đó là 1. Vậy thầy đặt cái gì nhân từ chung tiếp? Dạ, x Khoan. trừ 3. Rồi, x trừ 3 làm nhân từ chung. Thì thầy còn lại là x cộng 1. Vậy thì chúng ta ra được hai nghiệm đó là mấy đây? Dạ, 3 và trừ 1. Rồi, 3 và trừ 1. Vậy thì chúng ta thấy cái thời gian dương vậy là mấy mấy giây đây? Dạ, 3 giây. 3 giây. Đúng không? Bạn biết delta rồi nên thầy không giải delta nữa, mà thầy đi về quay về cái cơ bản ban đầu các bạn đã học đó, thầy vận dụng cái này để các bạn thấy được. Đây, thầy hỏi thử một bạn cơ, hỏi thử một bạn nhé, bạn Vân Lam. Vân Lam, Vân Lam, Dạ hay ạ, hay. Ok. rồi bây giờ thầy hỏi thử một câu thông minh một tí coi là mức độ thông minh tới đâu nha. Bây giờ vậy Em sao không biết thông minh thì thầy ơi. bây giờ Không thử coi, có thông thử nha. Bây giờ nếu mà thay vì thầy hỏi là sau bao nhiêu giây thì nó sẽ chạm cục đá này chạm mặt nước, thì bây giờ Dạ. thầy hỏi là sau bao lâu thì cái cục đá này nó va vào đầu một cái đứa trẻ có Hả? chiều cao, một đứa trẻ đang đứng trên mặt nước có chiều cao là 5 mét. Đang Về 5 mét nhiều quá, 1 mét đứng. thôi nhá. Thì làm sao? Thầy sao thầy khách quay là thầy. Ủa Có nghĩa thầy ơi, thầy thì ơi sao đứa trẻ đứng lịch trên mặt nước thầy. nó đang đứng ở trên cái thuyền, thì thuyền nó trên mặt nước thì chiều cao nó trên mặt nước được Thì nó cũng phải có cái khoảng cao như thầy. không? Thì thầy nói cái đứa trẻ đấy nó cao 1 mét thôi, chứ nó cao quá là hồi nó tính không được, được Dạ. thì giờ thầy ghi kêu nó cao 2 mét, 2 mét thì cao quá, nó phi thực tế, nên thầy giả sử thầy cho nó 1 mét. Thì thầy muốn tính cái thời gian cục đá nó sẽ bay vào đầu với đứa trẻ thì làm sao? À, nó không chạm mặt nước mà nó bay vào đầu nó thì chúng ta làm sao? À, chúng ta thấy cái quỹ đạo của cái cục đá này nó bay đúng không? Nó bay. Giả sử như chúng ta nhìn thấy là tới đây là nó chạm mặt nước, tức nghĩa là thầy lấy cái mặt nước là bằng không đấy, thì tại thời điểm này là nó chạm mặt nước, vậy thì cái đứa trẻ nó đang đứng nó chắn chắn trên cái đường bay của cục đá đúng không? À, vậy thì có phải là cái chiều cao của nó là nó chạm ngay cục đá đây này, vậy thì thầy muốn tìm cái khoảng thời gian này thì thầy làm sao, làm gì? Có phải chiều cao của cục đá nó bằng đúng cái nào? Bằng đúng cái nào? Khi mà nó chạm vào đầu đứa trẻ này thì cái chiều cao của nó bằng 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 chiều cao cục đá nó bằng mấy? Bằng cái chiều cao của nó trẻ. À đúng rồi. Nó chạm vào đầu thì cứ tưởng tượng coi như nó dính vào đầu nó thôi nhá. Vậy thì chúng ta có cái chiều cao, chúng ta đi tính cái khoảng thời gian là hx, là chiều cao nó đúng bằng chiều cao của đứa trẻ là bằng 1 mét. Vậy thì thầy thay cái hàm hx vào đấy, thầy cho nó bằng 1 mét được không? Được. Vậy thầy có tìm được, thầy giải phương trình tìm ra được thời gian nó chạm vào cái đầu đứa trẻ không? Có. À, hiểu chưa? Dạ Đấy, rồi. Chúng ta học, chúng ta phải hiểu được cái bản chất của chiều cao nó là cái gì, chúng ta phải tư duy thêm. Ở đây nó nói là chạm mặt nước thì chúng ta thấy nó bằng không, nhưng mà đi thi SAT thì đâu phải nó hỏi là chạm mặt nước đâu, đúng không? Nó đã kêu chạm phải cái khác, chạm vào chiều cao, hoặc là bây giờ là nó đôi khi nó hỏi khó hơn là một tí thì chúng ta cũng phải tư duy một tí thì chúng ta giải quyết được. Chúng ta muốn biết cái hàm lợi nhuận thấp nhất, tức nghĩa là nó thấp nhất hay cao nhất, thì chúng ta luôn luôn nhớ là parabol của nó là hướng lên hay hướng xuống, thì tùy vào cái hệ số A này nhé.
Vậy thì cái hệ số A này chúng ta thấy nó là dương hay âm? là dương. Dương, vậy thì nó là hướng xuống nha. Hệ số A nó dương luôn luôn là hướng xuống như vậy. Và chúng ta tìm được cái giá trị min, đây là cái lợi nhuận thấp nhất, là nó chính là cái gì? Tương ứng với cái gì mà chúng ta học? XRO đúng không? XRO. Và chúng ta tìm ra được cái chỗ này nó là VXRO. Rồi. Bây giờ chúng ta viết lại cái hàm này. Thì chúng ta nhớ cái đặc điểm của cái parabol là có tính đối xứng. Có tính đối xứng. Và chúng ta hay thấy là cái hàm của chúng ta là VT. Do nó đối xứng nên chúng ta viết nó là dạ là gì? A nhân gì? X trừ H tất cả bình phương cộng cho K. Nhớ chưa? Nhớ không? Chúng ta học này chưa? Được rồi. Chúng ta nhớ cái này. Vậy thì khi A nó dương, tức nghĩa là nguyên cái cụm này nó sẽ lớn bằng không. Lớn bằng không. Rồi cộng cho K. Vậy thì thầy sẽ có cái VT. Cái VT này này. Nó sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc bằng K. Nhớ nha. Nó luôn lớn bằng K. K nó là bao nhiêu tùy. Nó lớn bằng K. Nhớ là cộng K. Vậy thì K nó là cái nào? Thì đối với cái này K nó là có phải bằng trừ 14 không? -16, Có phải không? Có không? Trả lời. âm Gì? Thầy đâu nghe gì đâu. Nói lại. mười bốn K có phải là trừ 14 không? dạ đúng Đâu đúng đâu. Khi rồi. nào mà chúng ta đưa về được cái dạng là A cái gì đó bình cộng K, tức là toàn bộ x nó phải nằm trong cái nhóm này này, thì chúng ta mới có giá trị K này tự do. Còn cái này nó đâu phải nằm trong bình phương đâu mà nó là K. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta vận dụng cái bài trước là chúng ta sẽ phải đưa nó về dưới dạng hàng đẳng thức. Là chúng ta lôi hai nó ra. Thì trong nó là gì đây? Là gì? T bình phương. Đọc đi. Trừ Trừ mấy? sáu t Trừ 6T. Trừ mấy? a trừ bảy Trừ 7. Rồi, hàng đẳng thức của nó dạng là gì đây? T bình phương trừ 2 lần nhân T nhân mấy? Nhân mấy? trừ ba Nhân 3 chứ. Trừ 2 em nhân 3 nó chính là trừ 6, trừ 6 T. dạ Rồi, thầy cộng cho chỗ này. Chỗ này là bình phương, nó là 3 bình phương. Cái này chính là cái mà bạn Tường Vi thắc mắc đấy, Tường Vi. Rồi chúng ta cộng 3 bình thì chúng ta phải trừ lại cho 3 bình để cho nó đảm bảo là luôn luôn là nó như vậy. Thầy trừ cho 7 trở lại. Đó. Vậy thì chúng ta thấy cái biến đổi của thầy đấy hoàn toàn đâu có thay đổi đâu. Dạ. Cái này bình phương trừ cho nhau thì nó bằng không, vẫn trừ 7 đây. Thầy tách cái trừ 6 ra là trừ 2 nhân 3 chỗ này thì nó là trừ 6. Vậy thì thầy áp dụng cái chỗ này là hàng đẳng thức không? Thấy hàng đẳng thức chưa? Dạ. Rồi, vậy thì nó là hai lần của cái gì đây? T trừ trừ 3 bình phương nè. Rồi đằng sau nó là gì đây? Trừ 3 bình phương trừ Trừ 7. mấy? Trừ mấy? Phương trừ 7. Trừ 9 trừ 7 là trừ mấy? Trừ 16. Trừ 16. Rồi. Vậy thầy viết lại cho nó ra đúng cái dạng mà thầy vừa mới nói. Là hai thầy nhân vào. Vậy là hai nhân cho gì? T trừ 3 tất bình cả bình phương phương trừ trừ mấy? 16. Vậy 2 nhân trừ 16 là trừ À, bao nhiêu? trừ 16 là trừ 32. Trừ 32. Vậy thầy thấy được là thầy viết nó lại theo cái dạng vertex được không? Dạ được. Rồi, chúng ta phải rất là vững về mặt này để thầy để các bạn viết đấy là hai lần T trừ 3. Rồi, tất cả bình phương. Rồi sao nữa? Từ 32. Rồi, trừ 32. Vậy thì chúng ta đã viết dưới dạng vertex form. Cái này gọi là vertex form này. Thì cái dạng tổng quát lúc nãy thầy nói nó là gì? Là A nhân X trừ H tất cả bình phương cộng K. Đúng chưa?
cái hàm fx Ừ. của chúng ta phải viết dưới dạng này đó, thì cái này nó gọi là vertex form. Tại sao là nó gọi là vertex form? Bởi vì người ta sẽ đặt đặt cái x trừ h này nó là x lớn chẳng hạn, chúng ta đọc đọc ẩn số phụ rồi, thì thầy có thể xem cái hàm là hàm fx lớn là nó bằng a nhân cho x bình phương cộng k đó, vertex form. Nó sẽ dùng cho rất nhiều việc, tí nữa chúng ta học cái bài sau chúng ta cũng sẽ thấy. Rồi, người ta hay kêu chúng ta tìm câu 2 nó là cái gì đây? Tìm cái thấp nhất Lợi nhuận thấp nhất chính là cái gì? lợi nhuận Có phải là K không? Nó lớn bằng K mà, nên nó thấp nhất chính là bằng bằng K. Vậy thì nó là bao nhiêu? âm 32.000 À, chúng ta thấy nó là âm 32.000 đấy. Thousand dollar, âm 32.000. Thầy mời bạn Anh Thư. Anh Thư. Rồi, cũng viết lại cho thầy dưới dạng vertex form. Nó là cái gì? Lúc nãy chúng ta đọc rồi đúng không? Là gì? Hai lần Hai lần ta bình là tế tử ta trừ sáu, cháu đâu trừ sáu trừ ba chứ hai trừ ba, trừ trừ ba tất cả bình tất cả bình phương nhiêu nữa ừ 32. Có phải lúc nãy chúng ta là cái này không, nó giống y chang mà nên thầy đâu có phân tích lại chi nữa. Rồi, người ta yêu cầu chúng ta tìm cái gì, tìm cái gì, số tháng sau khi công ty làm gì, công ty break even nghĩa là cái gì hả? không biết thì Bạn Anh Thư có biết break even là gì không? Không. Rồi, thầy hỏi các bạn nào giỏi tiếng Anh đây. Thầy mời bạn Chiêu Hoàng coi break even là gì? Dạ À, là hòa vốn. Ủa, ngồi đâu mà nghe vọng như vậy? Là hòa vốn. Cái lợi nhuận nó hòa vốn tức là nó bằng mấy? dạ bằng Hòa vốn là bằng gì? Lợi nhuận nó bằng mấy? dạ bằng Bằng mấy? bằng Hòa tức là bằng mấy? mà là bằng không. Bằng không. Vậy thì tức nghĩa là tìm sau bao nhiêu tháng thì cái lợi nhuận này nó bằng không này. Bằng không. Sau bao nhiêu tháng thì lợi nhuận này bằng không. Giờ anh Thư giải sao anh Thư? Giải Dạ. phương trình này cho nó bằng không. Giải đi. Thầy cho À. nó bằng không, thầy biến đổi, thầy chuyển trừ 32 qua kia là thành 32. Vậy thầy có T trừ 3 bình phương là bằng mấy đây? Dạ bằng Mười mấy? 10 16 này. 16, 32 chia 2 là 16 đấy. Vậy T trừ 3 của chúng ta là bằng mấy? Dạ bằng 42. Dạ bằng Bằng 4 này. 4 hoặc là bằng trừ 4 nha. T trừ 3 nó sẽ bằng 4 hoặc là trừ 4. Bây giờ thầy lấy bằng 4 thôi, vậy thì T nó bằng mấy? Dạ bằng 7. 7. Vậy là sau 7 tháng thì nó là hòa vốn. Rồi. Ai đồng ý với ý kiến của hai bạn giơ tay để xem. Câu hỏi rất đơn giản. Thứ nhất, viết lại theo cái vertex form nha. Thứ hai là hỏi sau bao nhiêu tháng thì nó hòa vốn. Vậy thì chúng ta phải hiểu cái từ break even này. Trong chuyên môn lợi nhuận nó gọi là hòa vốn. Những cái này chúng ta có thể tra. Nếu mà về nhà các bạn làm bài đấy, mà lỡ mà cái này không biết đó, các bạn bồi này. Các bạn có thể dịch nó sang tiếng Việt ở đây. Nếu mà trên này chúng ta có ấy từ điển trong này đấy, thì nó sẽ dịch tự động cho chúng ta nhé, nó sẽ chuyển cái này sang, thì chúng ta cài cái từ điển vào cái là nó sẽ dịch cho chúng ta và chúng ta sẽ tìm được. Rồi, một bạn tìm lý do tại sao nó bị sai đây, mời bạn Anh Tuấn. Anh Tuấn, Nghe tại có anh sao này. nó bị sai chỗ này, phát hiện ra không? Anh Tuấn, em không nghe anh Tuấn nói gì hết. Từ này.
Bây giờ chúng ta kiểm tra lại coi là chúng ta viết lại cái này thì chúng ta viết lại có đúng không? Hai lần t bình phương trừ 6t trừ 6T 7 đúng không? Và hai lần thì có chỗ này là t trừ 3 bình phương trừ trừ 16, cái này là trừ 32. Vậy cái này đúng rồi, cái này là đúng. Rồi chúng ta xem lại coi cái từ này, cái từ break even này nó có phải là hòa vốn hay không. Kiểm tra lại xem coi anh Tuấn, cái từ break even này có phải hòa vốn không? dạ phải rồi. À, sau bao nhiêu tháng thì break even? Thầy hỏi thêm bạn Huy Quang xem, Huy Quang break even có phải hòa vốn không Huy Quang? Dạ có thầy, nó cũng kiểu vậy. Cái gì? Dạ có, dạ có. Rồi. Nó vẫn là hòa vốn. Hòa vốn tức nghĩa là chúng ta cho cái lợi nhuận là nó bằng không. Vậy là chúng ta cho lợi nhuận bằng không, lợi nhuận bằng không thì chúng ta tìm ra được, thầy cho cái này bằng không đi. À, là t trừ 3 bình phương nó bằng là 16. 16, vậy thì t trừ 3 là bằng cộng trừ 4. Vậy thì thời gian nó 1 là bằng trừ 4, tức nghĩa là trừ 1. Hay t là nó sẽ bằng là 7. Vậy thì sau 7 tháng, sau 7 tháng thì là nó sẽ hòa vốn. Vậy thì chúng ta vẽ lại cái đồ thị. Chúng ta thử lại cái đồ thị nha. Là do nó A dương. Đó như vậy. Vậy thì chúng ta thấy là với thời điểm bắt đầu thì T của nó là bằng, VT của nó sẽ bằng trừ 14. Vậy thì thầy sẽ vẽ cái trục nó ở đây. Thầy mô tả lại. Khi mà bắt đầu nó là trừ 14, thầy vẽ cái trục nó ở đây. Đấy. Trừ 14. Ok. Rồi chúng ta thấy là tại thời điểm bằng không thì nó là bắt đầu này, thì chỗ này nó là trừ 14 này. Vậy thì cái lợi nhuận nó đi xuống và cho đến cái thời điểm này là nó sẽ hòa vốn, tức là cái VT của nó là bằng không, tức là sau thời gian là 7 7 sau bao nhiêu bao nhiêu tháng sau khi nó tạo ra thì công ty này hòa vốn. Vậy thì T bằng 7 tháng. 7 tháng thì ra coi chỗ này là T là 7 này. Vậy thì tại sao T bằng 7 nó bị sai? Các bạn suy nghĩ thử xem. Bạn Vân Lam có ý kiến gì không? Vân Lam. Vân Lam. Dạ thầy, con suy nghĩ gì hết, con cũng không biết nữa. Không biết tại sao nữa. Để thầy đọc lại cái đề coi. Lợi nhuận công ty hàng ngàn đô la sau từ lúc mà nó tạo này. Nếu công ty đạt net value là 0 đô la thì nó gọi là break even, tức là hòa vốn đấy, lợi nhuận bằng 0 là hòa vốn. Bạn Ron muốn biết là sau tháng thì công ty sẽ đạt break even, tức là mục đích là đi tìm hòa vốn đấy. Hòa vốn. Vậy thì hỏi sau bao nhiêu tháng thì nó hòa vốn, tức là cái này nó bằng không. Bằng không, thầy kiểm tra lại giải phương trình cái ở trên xem. Thầy chia hai vế cho hai. Thầy được là T, T bình phương trừ 6T trừ 7 bằng không. Thì thầy sẽ được là T trừ trừ 3 đi bình phương. Bình phương vậy chỗ này là bằng 16. 16 đúng rồi. Thầy ơi, theo con nghĩ có khi là phần mềm bị sai rồi. Cái gì? Theo con nghĩ là nhiều có khi phần mềm có thể bị lỗi. Bởi vì con tra Google và Google cũng kêu là 7 tháng này. Thầy bấm vào cái GitHub từ xem thầy. Có khi Để coi cái nó... chỗ này chúng ta bấm nó có bị sai cái gì chỗ này hay không. Để thầy gõ lại chỗ này đi.
gõ lại chỗ này cho nó chuẩn. 2 nhân t ừ 3. Nhiều khi thầy gõ cái biểu thức này nó bị sai đó. Bình phương thầy trừ cho 32. Rồi. Thời gian thì bằng 7 là đúng rồi đấy. Rồi. Thôi cái này mình về mình nghiên cứu sau Thầy đây, thì bây giờ ai có việc thầy bấm mình vào cái coi là kết nó thử bị xem nữa sai chỗ coi, nào. bữa khác nữa nhá. Thầy bấm vào cái kết thép của thầy để Rồi, xem phải là có nó cái hint coi. Phải có cái hint coi thì tay khoảng 7 đúng rồi đó. ok. 7 tháng thì đúng rồi đó. Nhưng mà chỗ này nó yêu cầu nó lại viết dưới dạng factor. Tức là nó không viết dưới dạng vertical form. Mà nó viết dưới dạng dạng này thì cũng không vấn đề gì. Thì nó cũng đâu có thể hiện là nó sai cái gì đâu. Quan trọng là đề bài yêu cầu là viết cái gì ở đây này. Viết lại hàm số dưới dạng khác nhau. Hoặc là factor. Hoặc là vertex. Vertex. Mà vertex này là của chúng ta là đúng rồi mà. Chúng đâu có sai gì đâu. Rồi, tạm thời chúng ta qua cái này đi, chúng ta nghiên cứu sau nhé. Rồi bây giờ chúng ta sửa nó lại. Sửa nó lại cho đúng theo yêu cầu của nó là chúng ta dạng chuẩn này. Vertex. Chỗ này vertex trừ 3. Sao chỗ này nó lại trừ 8 nhỉ? Sao mà trừ 8 được? Tôi thấy chỗ này nó trừ 8 là nó hơi vô lý. Thử viết lại cái hàng đẳng thức này, chúng ta biến đổi lại coi tại sao mình viết cái dạng vertex form này thì nó lại báo sai. Đúng rồi, ê, biến đổi đúng rồi thầy, cần kiểm tra nãy giờ. Ừ, mà trong đó chỗ này nó lại viết là cái vertex là 2 lần x trừ 3. Không? Nếu viết như vậy thì 2T bình trừ 12T cộng 10. Y-intercept là 10. Y-intercept nó là 10. Là cắt tại 10 standard form factor. Nhưng mà cái vertex này của họ là nó bị khác mình nhiều quá. Để thầy biến đổi lại coi là cái vertex của mình nó đúng hay sai. Phải nhớ là nó đúng mà. 2 lần chỗ này là t bình phương trừ 6t trừ 7. Rồi, thầy biến đổi nó. 2 lần. Cái này là t trừ 3 bình phương. Nếu mà thầy triển khai cái này lại là 9. Vậy là trừ 9 với trừ trừ 7 nó phải là trừ 16. Trừ 16. Vậy thì nếu mà với vertical form thầy phải nhân 2 vào. Vậy là nó là 2 lần t bình 2 lần t trừ 3 bình. 2 lần t trừ 3 bình của mình là đúng. Rồi nhân cho 2 vào là trừ 32 là đúng. Của mình là đúng. Nhưng mà nó lại không chấp nhận cái này. Thì thôi là chúng ta sẽ để dưới dạng vertex form như sau. Thấy có 16 nó là 4 bình. Vậy là t trừ 3 trừ 4 tức là t trừ 7. Thầy nhân chỗ này là t trừ 7. T trừ 3 cộng 4 tức là t cộng 1. Thì thôi thầy, thầy viết nó dưới dạng factor đấy. Đó, viết dạng factor vậy. Thầy sẽ viết nó là t trừ 7. Đó, t trừ 7. Thầy nhân cho t cộng 1. T cộng 1. Ok các bạn nhé. Nó vô duyên quá. Thầy nhập cái vertex form nó không có hiểu. Ok. Rồi, chúng ta qua cái này. Rồi, thầy mời bạn Vân Lam nào. Dạ Viết hả? lại cái này dưới dạng gì?
Factor được không? Factor nhân tố. Factor cho nó nhanh, bởi vì nó không có hệ số thì nó là nhanh nhất. Là chúng ta đặt cái gì làm nhân tử chung? Hai Dạ này có cái nào chung? số năm. Trừ 5 chung. Rồi nó lại có t chung nữa. Ủa Vậy thì chúng ta sẽ còn dạ lại cái gì? dạ Còn là t trừ mấy? t trừ cho sáu. Rồi, vậy là chúng ta điền cái dạng vô tích form vào đây. Là Dạ. trừ 5t nhân cho t trừ 6. Rồi, bây giờ người ta hỏi là có bao nhiêu giây thì cái chiều cao của quả bóng nó sẽ đạt cái gì? Đạt gì? Cái điểm cao nhất. À, đạt được cái vị trí cao nhất đấy so với mặt đất. Vậy thì chúng ta thấy là cái quả bóng nó bay cỡ như vậy, đúng không? Vậy thì chúng ta cũng đi tìm cái zero được không? Wow. Zero bằng 7. À. Một nghiệm bằng mấy đấy? Đâu có. Thầy cho cái phương trình này bằng không, thầy tìm ra được nghiệm T bằng mấy? Bằng À, không. hay à? Và một nghiệm T bằng mấy? Và hai nhân nhau bằng không thì một cái T bằng không, một cái là T trừ 6 bằng không. Tức là T bằng mấy? Sáu. T bằng 6. Vậy thì có nghĩa là nó sẽ cắt tại hai điểm chỗ này. Một điểm là bằng không, một điểm là 6. Vậy suy ra được cái zero bằng mấy không? Được. Mấy? Được X ba. zero là trung bình cộng của hai cái này Được thì nó là mấy? ba. À là 3. 0 cộng 6 chia 2 là 3. Vậy thì sau 3 giây nó đạt được điểm cao nhất. Nó cũng không chịu này. Nó không có chịu chỗ này. Xem coi. Nó Bằng tầm 3 góc thì là đúng rồi đó. Bằng 3 giây là đúng rồi đấy. Một cái là 6. Một cái là 0. Chia đôi là 3. 3 giây. Vậy thì chỗ này nó lại không chịu cái factor trừ 5t bình cộng 30t. Nếu mà nó không chịu này thì mình viết tới dạng vô tịch coi. Nó có chịu không? Đặt trừ 5. Bên trong còn mấy? Làm. đi ạ hai Là nhiều. Đặt trừ 5 ra. trừ T bình phương trừ. trừ cho sáu Trừ 6t. Rồi. nha. Bây giờ chúng ta biến đổi hằng thức tiếp. Trừ 5. Rồi bây giờ thầy có cái t bình phương trừ 2 lần nhân t nhân mấy? Nhân 3. Nhân 3. Vậy thì thầy cộng cho 3 bình. Thầy trừ cho 3 bình. Rồi. Rồi thầy gom hằng thức. Gom này lại. Nó là nhiêu đây? T trừ 3. Bình phương. Trừ 5. Nhớ là trừ 5 chúng ta nhân cho cái trừ 3 bình này nữa là cộng bao nhiêu? Cộng mấy? Bốn. Trừ 3 bình là trừ 9 nhân trừ 5 là cộng 45. Vậy thì chúng ta có thể viết dưới dạng vertex form. Vertex form chỗ này coi nó có trẻ không nha. Rồi, thầy viết chỗ này là T trừ 3. T trừ 3. Thì xóa cái T ngoài này đi. Xóa nó đi. Rồi chỗ này thầy cho nó là bình phương. Thầy cộng 45. Rồi. Biết dạng vô thực form này nó có chịu không? Nó vô chiến không? Lúc nãy mình viết vô thực form kiểu này thì nó không có chịu. Nó bắt mình factor. Sáng nay mình viết factor cho nó nhanh. Đúng không? Thì nó lại bắt mình vô thực form. Thôi. Chấp nhận vậy. Rồi. Cái bài khác thì cũng tương tự như vậy nha các bạn. Thì chúng ta đã hiểu được cái hàm bậc 2 thì nó chạm mặt đất thì nó như thế nào rồi. Cái này chỉ là chúng ta viết lại này thôi. Nên thầy không đi vào cái này nữa. Để thầy có thời gian, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái này. Cái bài hàm số này nó đơn giản thì các bạn về tự làm đi. Thì bây giờ chúng ta sang cái phần ship parabol. Tức nghĩa là nó là ship, ở đây là dịch chuyển parabol. Rồi, thì trước khi mà chúng ta học về parabol ấy,
Thầy sẽ cho các bạn thấy cái điều này. Tức nghĩa là chúng ta học về một cái hàm parabol chuẩn. Thì chúng ta học hàm parabol chuẩn thì nó là bao nhiêu nhỉ? Bạn Gia Huân, cho thầy biết xem. Hàm parabol chuẩn khi chúng ta học nó là gì? Y bằng gì? Hy vọng X bình đúng không? dạ Đúng không? Thì có phải khi chúng ta học vẽ đấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái parabol chuẩn nó đi qua cái điểm điểm zero này đúng không? Bởi x bằng không, y bằng không mà. Thì chúng ta thấy nó nhận cái trục y này làm trục đối xứng. Đồng ý không Gia Hân? dạ Rồi. Bây giờ chúng ta thấy nó là y bằng x bình phương. Bây giờ nếu nếu mà thầy dịch cái này này, nó sang phải đi chẳng hạn. Sang phải tức là cái đỉnh này này. Thầy sẽ cho nó dịch qua đây. Đó, dịch qua đây. Thì chúng ta sẽ thấy có một cái hiện tượng cái này là chúng ta thấy x nó thay đổi hay là y nó thay đổi nhỉ? ít thay đổi. X nó thay đổi thôi chứ còn y nó vẫn vậy đúng không? Vậy thì các bạn thấy là khi x nó thay đổi đấy, nó dịch qua là h. Thì chúng ta sẽ thấy là y nó sẽ dạng là x trừ h bình phương. Đúng không bạn? Bạn Gia Hân. Đúng không? Thì chúng ta thấy nó dịch chuyển. Bây giờ nếu nếu mà cái đỉnh này này, nếu mà cái đỉnh này thầy dịch chuyển nó lên trên này, đúng không? Tức nghĩa là thầy cầm luôn cái parabol đấy, thầy kéo lên đây, cái đỉnh nó nằm trên này, thì có phải là cái giá trị y nó tăng lên không? Nếu thầy dịch chuyển nó lên k đơn vị thì có phải là nó tăng thêm k không? Cái y nó tăng thêm k không? Đúng chưa? Rồi bạn Nhật Nam cho thầy ý kiến, nó có đúng không Nhật Nam? Dạ đúng. Đúng. Vậy thì chúng ta thấy là cái mối quan hệ giữa một cái hàm cơ bản so với một cái hàm bất kỳ chúng ta đã học đấy, là chúng ta vẽ nó ra thì chúng ta biết cái đỉnh của nó đây này là cái x0, nó là cái này, còn cái y tương ứng của nó tại đây chính là k đó. Vậy thì chúng ta đã học là h, cái giá trị h, h và k, h và k của bài học trước đó, thì nó chính là tọa độ đỉnh, tọa độ đỉnh đỉnh D chẳng hạn. Đó, đỉnh D. Vậy thì chúng ta thấy là cái đồ hình nó đâu có thay đổi đâu, đúng không? Dịch chuyển nó không thay đổi. Vậy thì chúng ta sẽ suy ngược trở lại là chúng ta sẽ xem cái gì? Xem cái x trừ h này coi như nó là một cái biến x, nếu thể đặt nó. Đó. Đặt ẩn số vụ đó, chúng ta đổi sang x thì nó cũng tương tự như là chúng ta thấy x nó là bằng là x trừ h. X trừ h. Đó. Vậy thì chúng ta cũng biết được cái x nhỏ này ấy, là nó bằng cái biến x lớn này này. Thay đổi ẩn nó đi. Cái x nhỏ này nó sẽ bằng x lớn cộng cho h. Đó. X lớn cộng h. Và tương tự thì chúng ta thấy là cái y, đúng không? Cái y nó cũng dịch chuyển là k. Đấy, chúng ta thấy là chúng ta tất tiến nó. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn lại cái đồ thị này và cho thầy biết. Bây giờ giữa cái hàm fx này với hàm gx này, thì chúng ta nghĩ rằng cái hàm G này nó là cái gì? Là gì đây? Nam. Trên slide là cái gì? Được dịch qua Là nó tịch tiến. Tiếng Việt nó gọi là tịch tiến hay còn gọi là dịch chuyển. Chúng ta hồi nãy thầy nói đấy, là cái đồ thị gốc của nó nằm đây. Tức nghĩa là nó đi qua cái này. Đi qua cái này. Bây giờ thầy cầm nó. Thầy căn vào cái đỉnh này. Và thầy kéo luôn cái hình này ra dịch chuyển qua. Thì chúng ta thấy là dịch chuyển cái này ấy là h nó bằng mấy, với không? H nó bằng mấy? Cái này nó phải là x trừ h bình phương, chúng ta đối chiếu xem. X trừ h bình phương cộng k, vậy là h nó bằng mấy? là ba. Đâu có đâu. H nó bằng mấy? Bằng trừ 3. Phải không? H bằng trừ 3 thế vào thì nó mới ra cộng 3 chứ, phải không Nam? À dạ. Chúng ta để ý cái đó nhé. Vậy thì H là trừ 3, tức nghĩa là nó sẽ dịch chuyển qua đâu? Qua trái hay qua phải? Ngồi phải. Thầy sẽ phải dịch chuyển cái đỉnh này nó về đây này. Nó phải về cái vị trí này. Trừ 3 đây chẳng hạn. Với cái đỉnh nó sẽ phải về đây. Đó, về đây.
Đấy là thầy đang nói cái hàm đó mới chỉ là gx bằng x cộng 3 bình phương thôi. Còn bây giờ chúng ta thấy là tại vị trí đó cái đỉnh nó bằng 5, tức là nó dịch chuyển lên hay xuống? Dạ lên. Lên. Vậy thì chúng ta sẽ xác định được cái đồ thị của chúng ta dịch chuyển lên nó phải nằm đây. Đó. Vậy thì chúng ta thấy là một cái hàm bất kỳ chúng ta có thể đưa về tổng quát là nó đang từ màu xanh dương, chúng ta tính tiến là dịch chuyển cái đỉnh nó qua trái thì nó sẽ thành là x cộng 3 bình. Chúng ta tính tiến tiếp là lên trên 5 đơn vị. Đó. Thì chúng ta thấy là cái sự tự tiến của chúng ta di chuyển cái đỉnh nó đi theo này. Thầy vẽ nó lại. Nó đi theo cái này. Thì chúng ta sẽ ra được một cái parabol bất kỳ nằm ở đâu. Nếu mà chúng ta triển khai ra nó chính là AX bình phương cộng B cộng C đấy. Vậy thì nếu chúng ta chuyển về cái vertex form là nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy nó sẽ tự tiến. Chỗ này là qua trái trừ 3 và đi lên là 5. Rồi, bây giờ trả lời cho thầy xem. Cái hàm để nhận được hàm G thì F này dịch chuyển lên hay xuống? Lên hay xuống? À, lên lên Lên. Rồi, lên. Lên bao nhiêu đơn vị? đến năm 5 đơn vị. À, cái này nó dịch chuyển qua trái qua phải? nhau quá trái Qua trái. Mấy đơn vị? nhà bà. À, 3 đơn vị. Ta đã nói trái rồi thì chúng ta chỉ cần nói 3 đơn vị thôi, chúng ta không cần nói trừ 3. Tại vì cái dấu trừ nó thể hiện là trái. Còn bây giờ nó đã nói là trái là left rồi thì chúng ta chỉ cần nói độ lớn là 3 đơn vị là xong nhé. Rồi thầy mời bạn Gia Hân nào. Gia Hân. Rồi bây giờ chúng ta người ta cho hàm G có thể nghĩ rằng nó là tiến hay là dịch chuyển từ một cái hàm gì? Hàm gì? Hàm F đúng không? Rồi chúng ta có hàm F đây. Bây giờ chúng ta muốn dịch chuyển thì cái đỉnh này chúng ta căn nó xuống đây. Vậy thì cái hàm này nó sẽ như thế nào? Trả lời. Gọi là x cộng Hàm 4 G bằng gx nó sẽ là bằng hàm này, nó sẽ tịch tiến cái đỉnh là qua trái có phải? qua trái. Qua trái là x trừ mấy? Trừ cho trừ 4. Trừ cho trừ 4 tức nghĩa là cộng 4 bình phương. Rồi chúng ta đi xuống hay đi lên? Đi xuống. Đi xuống mấy đơn vị? Vậy 5 đơn vị. 5 đơn vị, tức là chỗ này là trừ mấy? Trừ 5. Trừ 5. Vậy chúng ta ra được cái hàm tổng quát chúng ta có thể viết dưới dạng vertex form là từ 4 nha, từ 4 cả bình phương trừ cho 5 chúng ta ra được cái này. Nhưng mà tại sao nó lại không chấp nhận nhỉ? À, chỗ này cộng 4 chứ nhỉ? Mình nhìn nhầm. 4. Rồi, cộng 4 trừ 5. Ok các bạn. Rồi, thầy mời bạn Huy Quang nào. Huy Dạ. Quang. Rồi, y bằng x bình phương dịch chuyển lên 4 đơn vị. Vậy thì phương trình parabol mới nó là gì? Dạ, y bằng x bình cộng cho 4. Bốn. À nữa. Dạ, cộng cho 4. À, chúng ta dịch chuyển lên thôi, chúng ta không có dịch chuyển qua trái phải. Nên chúng ta chỉ cần là bình phương cộng cho 4 thôi nha. Rồi, bình phương cộng 4. Mời bạn Thanh Bình. Thanh Bình. Rồi, nhìn coi hàm G này có được bằng cách chúng ta dịch chuyển qua trái qua phải đây. Qua gì? Giờ qua phải. À, qua phải. H nó bằng 9 mà. Vậy thì là nó qua phải mấy đơn vị? Giờ chính. 9 đơn vị. Còn dịch chuyển lên hay xuống? Giờ lên ba đơn vị. À, gọi là up là lên 3 đơn vị. 3 đơn vị. Đây, đó. Chúng ta thấy là cái ship đây là nói về tính tiến. Là chúng ta cầm nguyên cái parabol chúng ta kéo lên kéo xuống trang trái trang phải. Đúng không? Là chúng ta sẽ ra được cái sự dịch chuyển đó. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái biến hình. Biến hình khác. Nó không phải là tính tiến nữa. Cái này nó liên quan đến cái hình học mà chúng ta học ở lớp 8 năm ngoái đó. Chúng ta học về phép biến hình trong hình học ấy. Là nó đấy. Toán gì đó. Rồi. Thầy mời bạn Chiêu Hoàng nào. Chiêu Hoàng.
Chưa hoàn. Dạ thầy. Bây giờ chúng ta nhìn cái hàm gốc của chúng ta là hàm nào? Hàm gốc ở đây. Đúng chưa nào? Đúng không? Có phải hàm gốc ở đây không? Bây giờ nếu nếu mà cái hàm này á, thử coi là với x bằng 2 đấy, thì y nó bằng mấy? Bằng 2 Y bằng y mấy? hai Vậy x bằng 2 thì y bằng bằng mấy? Mấy? 4. 4. Đó, bằng 4. Mà bây giờ chúng ta xem cái hàm g này nó có gì đặc biệt không? Cũng x bằng 2, nhưng mà y nó bây giờ nó phải bằng mấy? X Mấy? x Nó gấp mấy x lần? x 3 lần. À, gấp 3 lần. Bởi vì cái hàm gốc của mình là x bình phương là ở trên đây này, giá trị nó là 4. Bây giờ chúng ta phải gấp 3 lần lên. Gấp 3 lần lên. 1, 2, 3. Phải nằm đây. Thì chúng ta thấy là cái điểm này ở của chúng ta với x bằng 2, bây giờ nó kéo lên là bằng này. Thấy chưa? X bằng 0 thì nó vẫn nằm đây. Đối xứng qua thì nó vẫn nằm đây. Đúng không? Vẫn nằm đây. Bây giờ đối với x bằng 3 thì sao? X Thì y nó bằng mấy? Đối với cái hàm gốc bằng 3 mẹ chính là 9. Thì bây giờ cũng là x bằng 3, nhưng mà bây giờ nó phải gấp 3, 3 lần lên là 27, đúng nào? đúng Đúng không? không? Thì nếu mà chúng ta nối nó lại thì chúng ta thấy có hiện tượng gì không? Hiện tượng gì? Đây, thầy nối này lại nha. Thầy nối lại để các bạn nhìn rõ nha. Bắn mắt ra. Rồi, thầy nối lại. Đây. Tương tự như ở đây. Thầy nối lại. Đó. Cái parabol mới của chúng ta này. Còn cái parabol cũ của chúng ta như vậy này. Parabol cũ này. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta nhân cho một con số lớn 1, thì chúng ta thấy là cái chiều hướng của đồ thị là nó bóp vào hay là nó giãn ra. Phải chưa Nó bạn? Cái gì? bóp phần. À, nó bóp lại là bởi vì cái giá trị y nó to lên. Thì nó phải bóp lại thì nó mới to lên được chứ, đúng không? Chúng ta đang giữ nguyên cái đỉnh này này. Đó, giữ nguyên cái đỉnh này. Bây giờ cùng giá trị x mà cái y nó lớn hơn, vậy thì nó phải bóp lại. Vậy chúng ta rút ra một cái nhận xét là cái hệ số A là cái hệ số mà nó khiến cho cái giá trị y nó tăng lên bao nhiêu lần hoặc là nó giảm đi bao nhiêu lần. Vậy thì người ta so sánh cái hệ số A đấy so với số 1. Nếu lớn 1 tức nghĩa là nó bị bóp lại. Nếu mà cái A mà nó bé 1 thì nó dẫn đến điều gì? Nhận xét thử xem. Lớn Đó. mấy lần Nó giãn ra đúng không? Đây. Nếu mà thầy nhân chỗ này nó là 1 phần 4 x bình ấy. Có phải là nó giãn ra không? dạ Rồi. Chúng ta dựa vào cái nhận xét này, nó gọi là cái scale đấy. Cái scale ở đây là chúng ta nhân gấp bao nhiêu lần. Tức là chúng ta nhân cái hệ số này, là nó gọi là scale. Chúng ta đã học năm ngoái là cái hệ số tỷ lệ đấy. Là giữa cái này với cái kia chúng ta biến hình đấy, là biến hình theo tỷ lệ. Đúng không? Thì chúng ta thấy là nó gấp 3 lần là nó giá trị y nó lớn lên, vậy thì nó bóp lại. Rồi, vậy thì nhận xét đó dẫn đến chúng ta xem coi là cái hàm màu xanh nó là hàm F, còn G là nó bị bóp lại, nó phải màu đỏ. Vậy thì nó là câu nào? Câu nào? À, câu A. Cái hàm G nó bị bóp lại chứ nó không thể giãn ra được. Còn bây giờ thầy đố một bạn này. Rồi, thầy kiếm bạn thông minh coi. Vẫn làm. Vẫn làm. Vẫn làm. Chạy đâu rồi? À, bây giờ nhận xét cho thầy coi hàm F với hàm G thì nó có cái đặc điểm gì không? Chúng ta nhận xét coi cái này với cái này nó là sao? Nó đi lên không có đi xuống Nó có vẻ là đối xứng đúng không? À, nó có vẻ như là đối xứng. Tức là ở trên này á, là hàm F nó dương, tự nhiên biến thành hàm G là nó bị âm. Vậy thì chúng ta thấy nếu hàm F của chúng ta đây
mà hàm g mà nó bị đảo ngược, vậy là chúng ta thêm cái gì? Thêm gì hàng trước? Trường F này chúng ta thêm cái gì? trường đúng Thêm cái gì thì nó đảo ngược? Có rồi phải thêm dấu trừ nó bị đảo ngược không? dạ con nói nghe nha con Được chưa? Vậy thì nghe chúng ta thấy là nó có kiểu nghe đối xứng nhau, nghe tức nghĩa là nó đối xứng nhau qua trục x này này, thì chúng ta thấy là nó thêm dấu trừ, đó, nó thêm dấu trừ vào, mà nó nghe thêm dấu trừ mà nó còn bị bóp vào nữa, tức nghĩa là không phải là thêm trừ một đâu, mà nó sẽ thêm trừ cái khác để cho nó bóp lại nữa nha các bạn. Rồi Dạ. chúng ta nhận xét đó để về nhà chúng ta tự suy nghĩ nữa nha, thầy thầy không có hướng dẫn nhiều đâu. Rồi thầy mời bạn, à bạn nào đây, mời bạn Hải Đăng đi. Hải Đăng Đây thầy ơi. đây, nhìn cái hàm F màu xanh là ớt bên, hàm G chúng ta thấy nó có giống nhau không hay là nó khác nhau? Nó khác nhau nhưng nó Giống cũng hay giống khác? nhau nhưng mà nó cũng khác nhau. Nó chỉ đảo ngược lại thôi. Vậy thì hàm G nó sẽ là cái gì? Sẽ là 452. Là thêm cái gì vào? Nếu mà chúng ta nhân cho số dương thì một là nó to ra, đúng không? Nó cùng chiều. Một là nó bự ra này, nó giãn ra. Hai là nó thu hẹp lại. Đó, thu hẹp lại. Vậy thì nếu mà nó bị đảo ngược đây là chúng ta phải thêm cái gì vào? Ông Thêm dấu trừ vào. Vậy nó là trừ. trừ hạ Đúng trừ chưa? Nó là trừ Usman chỗ này. Chúng ta thấy nó giống nhau mà, nên nó chỉ thêm dấu trừ thôi, nó đảo ngược thôi, không có vấn đề gì cả. Thầy mời bạn Phú Văn đâu? Phú Văn. dạ Đây. Người ta cho chúng ta một cái hàm mà bây giờ chúng ta scale theo cái tỷ lệ vertical. Vertical là đứng hay là đứng ngang này hay là ngang? đứng đứng Đứng. Tức là nó giãn đứng theo tỷ lệ là bao nhiêu? dạ 1/10 1 phần 10. Vậy thì cái hàm mới của chúng ta là bằng gì? Một phần mười. Một phần mười nhân mấy? dạ em nghĩ ít mũ Thì hai ơn mũ hai. Chúng ta scale theo tỷ lệ là một phần mười mà, thì nó sẽ là nhân cho nó. Nên cái hệ số A đấy nó còn gọi là hệ số tỷ lệ nhá. Hệ số tỷ lệ chúng ta học của năm ngoái đấy, nó gọi là hệ số tỷ lệ, là chúng ta nhân thêm vào, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy cái đồ thị này nó giãn ra hay là nó bóp lại? dạ con nghĩ là nó dạ thì con nghĩ là nó giãn Nó giãn ra. dạ không bởi À, bởi vì là nhân với một hệ số A mà nó lớn hơn 1, tức là nó sẽ bóp lại. Còn hệ số A mà chúng ta thấy nó bé hơn 1 và nó lớn hơn 0 ấy, thì nó sẽ giãn ra. Còn nếu nó âm là nó còn bị đảo nữa nhá. Âm là nó sẽ bị đảo. Mời bạn Khánh lên nào. Khánh lên. yeah. Rồi. Nhìn coi nó là đồ thị nào. Không nói gì hết. Nhận xét coi. Nó là cái nào? Nhớ nhá. Trừ 1 phần 2 x bình phương. Câu đề Câu D. Bạn đoán là câu D. Giờ chúng ta phân tích ra tại sao câu D nha. Nếu mà thầy biến hình bằng cách thầy nhân 1 phần 2 thôi, thì chúng ta đã thấy là cái GX, tức là chúng ta gọi nó là cái G G G phải đi, G phải X, nó sẽ là 1 phần 2 X bình. Vậy là cái này nó giãn ra hay là nó thu vào? Khá lớn. dạ giãn ra À, nó giãn ra. Bây giờ thầy lại biến hình từ cái này, biến hình tiếp. Thầy thêm dấu gì? Thầy thêm dấu trừ, tức là nhân cho trừ một, đúng chưa nào? Nhân trừ một, trừ một, thì chúng ta thấy cái này nó sao? Đối xứng, đúng chưa? Nó đối xứng. Vậy thì chúng ta thấy nó qua hai bước biến hình. Một là đầu tiên nó phải giãn ra đã. Rồi thầy ơi thầy ơi con đi vệ sao sinh thầy con đi vệ sinh sao Hải Đăng? cho con đi vệ sinh À, thì chúng ta phân tích là nếu mà cái kết quả của chúng ta đấy, chúng ta phải phân tích như vậy.
cái đồ thị gốc của chúng ta là F đây. Khi chúng ta biến thành cái G phẩy là chúng ta nhân 1 phần 2 thì chúng ta thấy nó giãn ra. Giãn ra. Và chúng ta nhân trừ 1 thì nó phải đối xứng qua. Đối xứng qua. Vậy thì cái hàm G chúng ta nhận xét là đúng đấy. Còn như cái này chúng ta thấy nó sẽ bị sai nhé. Chúng ta phải đi từng bước một để chúng ta nhận xét. Thì chúng ta thấy nó là D. Đấy, chúng ta thấy nó là D rõ ràng. Đó, thì các bạn về nhà. Nó đang còn ở bước rất là đơn giản các bạn. Sang năm chúng ta học về về đại số 2 algebra 2 đấy thì chúng ta mới học về phép biến hình phức tạp, đúng không? Và đồng thời chúng ta học trên hình học nữa thì thầy sẽ dạy kỹ hơn. Còn cái này chúng ta mới học về biến hình đơn giản nhất thôi nhé, chúng ta hình dung ra như vậy. Nhưng mà nguyên tắc nó cũng tương tự như vậy thôi. Đó, bây giờ chúng ta thấy là thầy còn hướng dẫn thêm cho các bạn cái nào nữa không? Để xem coi là cái nào các bạn còn bị lỗi gì ở đây này. Đúng không? Đây, để sửa thêm cho các bạn cái này nữa. Xem sao nha. Chúng ta ráng học trễ hơn một tí để chúng ta sửa thêm cái kỹ năng này để các bạn cùng nắm nhé, cùng nắm. Rồi. Thầy mời bạn Anh Tuấn đi. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Khó thầy. Rồi. Ở đây người ta cho hàm G là có gì ba hình thức tương đương thì người ta hỏi hình thức nào nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tìm ra được cái y intercept là nhanh nhất. Tìm ra y intercept tức là nó cắt trục nào, Chụp y. là chúng ta tìm ra được cái giá trị ở tại trục y là tương ứng với x bằng mấy, x mấy, Là ít bằng không. x bằng không. Vậy chúng ta nhìn vào chúng ta biết cái nào là chúng ta thế bằng không vào chúng ta tìm được ngay. Câu B. Câu B, chúng ta theo đây chúng ta thấy này không không thấy ngay được cái y-intercept ở đây. Nên chúng ta sẽ nhận diện ra được cái y-intercept thông qua cái hàm mà nó gọi là hàm chuẩn nhá, nó gọi là standard form là dạng chuẩn. Và chúng ta biết được là cái điểm cắt đó là x bằng 0 và y bằng mấy đây? Nhà y bằng trừ 14. Từ 14 nhá, trừ 14. Mời bạn Khánh Ngân. Khánh Dạ. Ngân. Rồi, cái nào cho chúng ta biết được cái vertex là cái gì? Vô Vertex nó là cái gì? tập là hai cái điểm trên Là cái đỉnh, đúng cái không? cao Tọa độ nhất. đỉnh của parabola. Tức là chúng ta tìm được H và K. Vậy thì nó là cái nào? Cái nào nhìn vô thấy HK liền? H nè, K nè, đúng không? Vậy là chúng ta nhận diện ra được cái vertex của nó là... Đấy, thế vô cho thầy là mấy đây? Âm một Gì âm 1? 1 chứ. một Là 1. A là mấy? âm 36. Âm 36. Thấy được ngay nhé. Thấy được ngay. Rồi, thầy mời bạn Nam đâu? Nam. Hình thức nào cho chúng ta thấy được cái zero? Zero tức nghĩa là F nó bằng mấy? Không. F bằng 0. Vậy chúng ta nhìn vô cái nào chúng ta tìm ra được cái nghiệm của nó ngay lập tức liền. Dạng nào? Cái à. Factor đúng không? Nhìn vào đây thấy ngay. Vậy thì chúng ta thấy cái factor này giúp cho chúng ta tìm được nghiệm nhanh. Đó, đấy là cái cách mà chúng ta thấy được nó. Vậy thì chúng ta viết một nghiệm của nó là mấy? Viết ở đây. Chọn nào cũng được. Mấy? Mấy? Thấy ở đây. Rất dễ đúng không? Ta đã học về ba hình thức này rồi là chúng ta trả lời được ngay. Mời bạn Gia Hân nào. Gia Hân. Cái nào tìm được y-intercept nhanh? Câu C. Đó, chúng ta hiểu rồi. Vậy thì nó là mấy? Âm 54. Âm 54. Về nhớ chăm chỉ làm bài nhiều hơn cho thầy nhé. Được chưa? Mà sao cái kỹ năng này nó nhanh thế? Thầy mới sửa cái nó xong rồi. Rồi để thầy xem coi còn cái nào nữa vẽ đồ thị parabol. Thầy coi cái nào mà nhiều bạn có vẻ lúng túng. Đó. Chiến lược này kia thì thấy nó tương tự hết. Cái đặc điểm của hàm. Cái này không biết thầy dạy chưa. Rồi, vẽ đồ thị đi. Làm chơi cái vẽ đồ thị cho các bạn quen.
Chúng ta đã hiểu được cái đặc điểm của parabol là có sự đối xứng qua trục và cái trục đấy đi qua cái đỉnh. Vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta vẽ cái này? Thầy mời bạn Tường Vi. Tường Vi, cho chúng ta cái hàm này giờ sao vẽ đây Tường Vi? Dạ. Hàm factor này chúng ta biết được nghiệm của nó không? Dạ biết. Biết được nghiệm. Nhưng mà để kéo cái này thì chúng ta phải biết cái gì đây? Biết gì? Biết cái đỉnh của nó đúng không? Yeah. Vậy thì cái tọa độ đỉnh của nó là nhiêu biết không? Sao Tấn? Cái zero nó sẽ là luôn luôn bằng mấy đây? Cái zero bằng gì? Dạ yeah, nói lại với Thầy hỏi là cái zero nó bằng gì? dạ nó bằng Bằng gì? X1 cộng X2 chia mấy? Chia mấy? dạ chi không Thầy chả nghe gì, nói to lên. Chia mấy? Chia 2 nhá. Rồi, thế vào cho thầy tìm X0 bằng mấy đây? Tường Vy. dạ bằng từ từ X1 ở đây là trừ hai mấy? Trừ 8. X kia là trừ mấy? để chiều bốn Trừ 4. Chia 2. Vậy X nó ra mấy? vậy là chiều sáu Trừ 6. Vậy là chúng ta biết được cái X0 của cái đỉnh này là trừ 6 rồi. Vậy thầy có tìm được cái tọa độ y đỉnh của nó không? dạ được H trừ 6 chúng ta thế vào là mấy đây? Trừ 3 phần 2. dạ trừ sáu cộng tám Trừ 6 cộng 8 nhân cho mấy? để nhân nhau trừ sáu cộng bốn Trừ 6 cộng 4. Rồi thế vào. Trừ 3 phần 2 nhân cho bao nhiêu đây? dạ nhân cho 2. trừ hai nhân cho hai Nhân cho trừ 2. Vậy thầy đơn giản nó đi. Số 2 đơn giản. Vậy là ra nhiêu đây? là bằng sáu thôi 6. Vậy tọa độ đỉnh nó là x là trừ 6. Và y của nó là 6. Y của nó là 6. Thầy kéo đây. 6. Còn cái này. Trừ 6 và 6. Rồi một nghiệm nó là mấy? Một nghiệm là trừ 8 và một nghiệm là chiều trừ bốn 4 đúng không? dạ đúng Rồi. Vậy là chúng ta nhìn thấy cho dù bất cứ cái hàm dạng nào chúng ta đều nhận diện được cái giá trị x0 nó là tổng của hai nghiệm chia 2. Và chúng ta tìm được cái h tương ứng. Đồng thời chúng ta biết được cái giao của nó là cái điểm là trừ 4 với trừ 8 rồi. Vẽ được ngay cái gì đó. Đồ thị này. Rồi mời bạn Quang. Bạn Quang. dạ. Rồi chúng ta có biết được cái hàm này x0 nó là mấy không? Dạ được thầy. Là mấy? Dạ bằng 3. Trừ b chia 2a. Sao bằng 3 được? Nhầm nhầm. Tính Dạ dạ chữ B x0. chữ 2 à. Rồi. Trừ b là mấy? Dạ bằng 8. 8. 2a là Dạ 4. 4. Với x0 bằng Dạ bằng 2. 2. Rồi chúng ta tính F2 để tính cái đỉnh của nó. F2 là mấy? Dạ 2 nhân cho 2 bình. 2 nhân 4 là 8 trừ trừ 8 16. nhân 2 là 16 cộng 3. Vậy nó là mấy? Trừ 5. Trừ 5. Vậy thì chúng ta biết y nó là trừ 5 và x0 nó bằng 2. Đây, 2 trừ 5. Vậy là chúng ta đã biết được cái đỉnh rồi. Biết cái đỉnh. Bây giờ làm sao để chúng ta biết được cái điểm giao nó đây? Tìm y-intercept. Chúng ta tìm qua intercept là nhanh nhất mà chúng ta không cần phải phải tính cái cách trục x làm gì, đâu có dài. Chúng ta biết được là cái điểm này bắt buộc là nó sẽ cách trục y là tại bằng 3 khi x nó bằng 0. Vậy chúng ta kéo co nó lại chỗ này. Để thầy kéo cái điểm này coi nó. Đây, kéo qua đây. Đây. Đó, thầy cắt nó được ngay là x bằng 0, y bằng 3 bằng cái y intercept là chúng ta bục nó được ngay lập tức liền. Đơn giản thay vì chúng ta đi tìm nghiệm nó mất công lắm. Tại vẽ đồ thị mà. Vẽ đồ thị thì chúng ta chia chiều, đúng không? Chúng ta vẽ sao cho nó nhanh là được rồi. Đó, là chúng ta giải quyết được.
Mời bạn anh Thư nào. Anh Thư. Dạ. Đây, nhìn vô biết được cái đỉnh ít nó bằng mấy không? Ít không nó Ừ. bằng mấy? Dạ. Không mấy. Cái này có Trừ. phải là vertical form không? Dạ. Vậy hát nó bằng mấy? Dạ bằng Bằng mấy? Bằng không? không. K bằng mấy? Dạ bằng năm Bằng 5. Rồi. Vậy là đỉnh của nó. Đọc cho thầy. Rồi. X bằng 0. Y bằng? bằng năm. Âm 5. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta có biết được là nó cắt trục X tại đâu không? Cắt trục X bằng mấy? Ở đây là chúng ta thấy nó cắt tại đỉnh. Tại y-intercept rồi. Chúng ta không dùng những chiêu đó nữa. Đúng không? Bây giờ bắt buộc là nó phải cắt trục X đấy. Giờ X cắt tại đâu? X mấy? Dạ ít bằng Nếu mà chúng ta cho tìm điểm cắt trục x thì chúng ta ra được x bình phương bằng mấy? ít bình bằng Bằng mấy? 5/2. À, 5 phần 2 vì vậy thì chúng ta tìm x có được không? Dạ được. Cái gì? Sao được? Chúng ta Ờ. cũng có kiếm được, chúng ta chấm cũng không được. Đúng không? Nó là lẻ, nó là căn vô tỷ mà nó ra thập phân. Vậy thì có chấm được cái tọa độ không? Đúng không? Bây giờ làm sao? Làm sao? Làm sao? Vậy chúng ta phải lấy x khác thôi. Chúng ta lấy cái x khác là x thế vào đây x bằng 3 đi. À x bằng 2 thôi. Thì chúng ta lấy cái điểm x bằng 2 thì y nó bằng mấy đây? Dạ bằng 3. Thế vào đây. Này là 4 nhân 2 là 8 trừ 5 thì nó ra 3. Vậy là thầy chỉ cần chấm một điểm, thêm một điểm nữa là x bằng 2, y bằng 3 nằm đây. Chứ còn chúng ta đừng có dạy chúng ta tìm cái điểm cắt trục x nha. Chúng ta tìm cắt trục x là chúng ta khóc liền á, ra lẻ sao chấm. Bởi vì chúng ta có thể tìm được một cái điểm khác nó đặc biệt hơn mà chúng ta chấm được để chúng ta vẽ bằng cách chúng ta thế x nó chẵn vào đây, đúng không? Thì nó sẽ dễ hơn cho cái việc vẽ đồ thị của chúng ta. Rồi mời bạn Thanh Bình nào. Với Phan Bân. Dạ. Rồi nhìn vào đây có biết được tọa độ đỉnh nó là mấy không? Đỉnh nó là mấy? Không, không. Một nghiệm là bao nhiêu? Nhớ là bộ âm 4. Âm 4. Một nghiệm là mấy? Nhớ bằng không. Không. Vậy cộng lại chia đôi thì x ra đôi nó bằng mấy? À bằng âm 2. À, âm 2. Nếu mà x là âm 2 vậy thì g của âm 2 thì nó là mấy? Dạ, g của ông hai thì nó ra bằng Thế vào 2 vậy nhân là cho trừ 2 cộng 4 là 2 nhân cho trừ 2 à 4x mấy? 4 Mấy? à, âm 8 âm Âm 8 8. Vậy là tọa độ đỉnh của nó là x là trừ 2 và y của nó là âm 8. tám Rồi chúng ta tìm được cái đỉnh nó nằm đây. Rồi bây giờ nó cắt tại đâu đây? Hai nghiệm là mấy? giờ bằng bộ âm 4 với không Âm 4 với 0. Xong rồi nè. Để kéo phát một xong ngay. Có gì đâu khó khăn. Nhá. Vậy thì các bạn chịu khó về nhà. Các bạn thấy là toàn bộ cái parabol này thì đấy, các bạn đúng chiêu thôi. Tức nghĩa là tọa độ đỉnh và cái tính đối xứng. Đúng không? Thì nó sẽ liên quan với nhau. Từ đầu đến đuôi thầy chỉ nói tới tọa độ đỉnh và tính đối xứng là chúng ta giải quyết được tất cả từ trên đến dưới, kể cả cái học tính delta, tính hai nghiệm cũng là nó. Chúng ta biến đổi các thứ rất nhẹ nhàng. Vậy thì chúng ta cố gắng về nhà luyện tập hết cái đống này cho thầy và chúng ta làm cái test để chúng ta hoàn thành được cái phần parabol để thầy còn sẵn sàng cho các bạn sang nội dung khác nữa các bạn nhá. Thầy còn sang cái nội dung khác nữa.